Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 67 vèo. Ngay khi Diệp Quân nắm lấy kiếm Thanh Huyên, hắn chém một nhát. Xoẹt. Sợi xích quấn quanh người hắn bị chém đứt. Thấy thế, sắc mặt Bắc Phong thay đổi, lúc này Diệp Quân đã biến thành tia kiếm quang đánh đến trước mặt ông ta. Nhát kiếm này khác với những nhát kiếm trước đó. Nó khiến lông tơ của Bắc Phong dựng đứng, cả người lạnh toát. Khí tức tử vong. Lúc này Bắc Phong lý trí hơn, không định đối đầu trực diện với hắn mà lùi về sau. Xoẹt. Nhát kiếm này của Diệp Quân chém vào không trung. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Bắc Phong cách đó cả ngàn trượng, không khỏi nhíu mày. Bắc Phong nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, đây là kiếm gì thế? Diệp Quân bình tĩnh nói, kiếm của cha ta. Kiếm Thanh Huyên. Bắc Phong thường nhíu mày, lúc ông ta có điều ngờ vực, Diệp Quân lại lần nữa biến thành kiếm quang đánh đến chỗ ông ta. Bắc Phong hoảng hốt, không dám cứng rắn đối đầu, lập tức biến thành luồng ánh sáng đen rồi biến mất ở tận cuối tinh không. Thấy Bắc Phong bỏ chạy, Diệp Quân cạn lời. Hắn không định đuổi theo vì hắn biết rõ nếu cường giả ở cấp bậc như Bắc Phong muốn trốn chạy thì hắn không còn cách nào khác. Diệp Quân nhắm mắt lại, lúc này trong người hắn tràn đầy hai luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ, không thể nào phát tiết. Rất khó chịu. Bây giờ hắn muốn đánh nhau. Thế mà hắn nghĩ đến Nhị Nha. Diệp Quân đã hơi mất lý trí, lập tức nói, Nhị Nha, ra đây đánh một trận đi. Lúc này Nhị Nha xuất hiện trước mắt Diệp Quân. Tiểu Bạch nhìn Diệp Quân, chớp mắt, rất ngạc nhiên. Nhị Nha thờ ơ nhìn Diệp Quân, chắc chắn chứ. Diệp Quân gật đầu, chắc chắn. Nhị Nha biến mất khỏi đó. Diệp Quân vội cất kiếm Thanh Huyên, đổi thành ý kiếm, hắn vẫn sợ làm Nhị Nha bị thương nhưng ngay sau đó hắn lại hối hận. Xoẹt! Hắn còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bụng như bị búa bổ, sau đó cả người văng ra xa. Người hắn nứt toác, máu bắn tung tóe. Sau khi văng ra xa, Diệp Quân vẫn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ lại đánh tới. Diệp Quân. Bụp bụp bụp. Chẳng mấy chốc từng tiếng nặng nề vang lên, sau đó là tiếng Diệp Quân cầu xin vang lên, bà cô Nhị Nha, đừng đánh nữa. Nghe Diệp Quân cầu xin, Nhị Nha mới dừng tay, lúc này Diệp Quân nằm dưới đất, hơi thở nặng nề. Bị đánh đến ngơ ngác. Diệp Quân ngờ vực sao thực lực của Nhị Nha lại hệt như câu đố chưa được giải vậy. Có lúc trông có vẻ cũng không mạnh lắm nhưng khi bản thân đánh với cô bé thì lại bị đánh đến mức không kịp trở tay. Quá bất bình thường. Nhị Nha lấy một cây kẹo hồ lô ra liếm, sau đó nhìn Diệp Quân như đang hấp hối, thực lực vẫn chưa đủ mạnh, phải cố gắng hơn. Diệp Quân. Tiểu Bạch bay tới trước ngực Diệp Quân, sau đó lấy một vật không biết là gì bỏ vào miệng Diệp Quân. Diệp Quân còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cả người bị một luồng năng lượng bí ẩn bao quanh. Thoáng chốc vết thương khắp người hồi phục ngay lập tức, không những thế, hắn còn cảm thấy khắp người tràn đầy sức mạnh. Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch, ngờ vực nói, đó là gì? Tiểu Bạch phấn khích vùng vẫy móng vuốt. Diệp Quân không hiểu bèn nhìn Nhị Nha bình tĩnh nói, đó là kẹo que. Hả? Diệp Quân hoang mang. Tiểu Bạch cũng ngơ ngác. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch lên, khẽ nói, đừng nói cho nó biết, nếu không ngày nào nó cũng đòi đấy. Tiểu Bạch chớp mắt, chỗ hiểu chỗ không. Diệp Quân thầm hỏi, tháp ra, Nhị Nha nói gì thế? Tiểu tháp im lặng một hồi rồi nói, giữa ngươi và họ, ta chọn họ. Diệp Quân, dù có ở trước mặt kiếm chủ nhân gian và kiếm chủ thanh sam, nó cũng sẽ chọn Tiểu Bạch và Nhị Nha, chứ đừng nói là giữa Diệp Quân và họ. Hai tiểu tổ tông này quả thật không thể đắc tội, nếu không họ sẽ trừng phạt ngươi rất mạnh tay. Diệp Quân bất lực, chỉ đành điều trị vết thương trước. Đánh nhau với Bắc Phong, hắn bị thương cũng không quá nặng, nhưng bị Nhị Nha đánh mấy cái suýt nữa đã khiến hắn xong đời. Nhị Nha thờ ơ nhìn Diệp Quân đang trị thương, sau đó ôm Tiểu Bạch quay về trong tiểu tháp. Khoảng nửa canh giờ sau, vết thương của Diệp Quân hoàn toàn hồi phục. Lúc này một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, người đến chính là Trấn Nam Tuyết của Trấn tộc. Nhìn thấy Trấn Nam Tuyết, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Nam Tuyết cô nương, cô. Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói, người thế mà lại đánh bại được Bắc Phong. Cô ta vẫn luôn âm thầm chú ý tới Diệp Quân, vì cô ta biết khu vực cổ hoang chắc chắn sẽ tìm đến Diệp Quân, nếu Diệp Quân không thể sống sót,
vậy thì hợp tác giữa họ sẽ trở nên vô nghĩa, thế nên cô ta vẫn mong thế lực đằng sau Diệp Quân có thể chống lại được sự trả thù của khu vực cổ hoang. Nhưng cô ta không ngờ thanh niên kiếm tu trước mặt này lại đánh bại Bắc Phong. Phải biết rằng, Bắc Phong là cường giả có 6 phần thần tính cảnh giới thần đạo đấy. Diệp Quân lắc đầu, may mắn thôi. Diệp Quân biết rõ sở dĩ hắn có thể đánh thắng Bắc Phong là nhờ vào kiếm Thanh Huyên, nếu không hắn rất khó đánh bại đối phương. Trận chiến này cũng khiến hắn hiểu rõ thực lực của mình, một cường giả có 6 phần thần tính là cực hạn hiện giờ của hắn, nếu là cường giả có 7 phần thần tính thì chắc chắn hắn đánh không lại, cho dù có kiếm Thanh Huyên, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại. Giống như bây giờ, nếu hắn có kiếm Thanh Huyên cũng không phải là đối thủ của Nhị Nha. Thế nên hắn chưa từng nghĩ có kiếm Thanh Huyên thì sẽ là vô địch. Trấn Nam Tuyết khẽ lắc đầu, Bắc Phong là vị chiến tướng đứng đầu dưới trướng Bắc Tề Vương, sức chiến đấu của ông ta cực kỳ đáng sợ, ta không ngờ ngươi lại có thể đánh bại ông ta, Diệp công tử, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Quân cười nói, cô đến tìm ta có chuyện gì sao? Trấn Nam Tuyết gật đầu, về cơ bản ta đã giải quyết xong chuyện của đạo thị. Nói đến đây cô ta nhìn Diệp Quân. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là vì trước đó ngươi đã giết rất nhiều quản lý của đạo thị nên các đạo thị xuất hiện tình trạng mất khống chế, nhân lực không đủ. Diệp Quân gật đầu, ta biết chuyện này, cô yên tâm, đến lúc đó sẽ có người đến xử lý. Trấn Nam Tuyết hơi tò mò, có người đến hả? Diệp Quân gật đầu, tầng quản lý cốt yếu đó chắc chắn phải là người của mình mới được nên hắn không giao quyền lợi này cho Trấn Nam Tuyết. Trấn Nam Tuyết khẽ gật đầu. Cũng không nói gì thêm nữa, cô ta biết rõ Diệp Quân sẽ không để cô ta sắp xếp người của cô ta vào quản lý. Diệp Quân bỗng nói, Nam Tuyết cô nương, khu vực cổ hoang này có bao nhiêu yêu tướng như Bắc Phong? Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói, dưới trướng của mỗi vị yêu vương ít nhất có 2 yêu tướng, mỗi yêu tướng ít nhất có 6 phần thần tính. Nghe nói thế, Diệp Quân nhíu mày, xem ra mình vẫn đánh giá thấp khu vực cổ hoang này rồi. Yêu tướng đều có ít nhất 6 phần thần tính, vậy yêu vương thì sao? Còn yêu thần đó nữa? Mẹ nó chứ? Phải tìm thêm người rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Quân thầm nói, Nhị Nha, có thể liên hệ với mấy người bên phía mẹ ta không? Khoảng cách quá xa, bùa truyền âm của hắn đã không còn tác dụng nên chỉ đành tìm Nhị Nha xin giúp. Nghe Diệp Quân nói, Nhị Nha hơi ngạc nhiên, liên hệ họ làm gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, có một thế lực rất mạnh muốn đến đánh ta, ta phải gọi vài người giúp. Nhị Nha thầm thở phào, sau đó hơi bất mãn, cháu trai, ta nói này, có ta đi theo ngươi mà còn có người bắt nạt ngươi được sao? Ngươi chỉ cần gây chuyện, để ta đến giải quyết. Diệp Quân toát mồ hôi, mấy lời này. Nhị Nha lại nói, trước đó mẹ ngươi còn hỏi ta ngươi ở bên này thế nào, ta đã trả lời bà ấy là ngươi khá ổn. Bảo bà ấy muộn chút hẳn đến nên, tóm lại, có ta đi theo ngươi, ngươi chỉ cần phiêu lưu thôi. Diệp Quân im lặng không nói. Nhị Nha đánh rất giỏi. Nhưng Nhị Nha và Tiểu Bạch không đáng tin cậy lắm. Hai vị tổ tông này có đôi khi còn lừa gạt mình nữa. Nhưng Nhị Nha đã nói thế thì hắn cũng không tiện gọi thêm người. Nghĩ đến đây, Diệp Quân lập tức gật đầu, cũng phải, có Nhị Nha ở đây, ta còn sợ ai nữa. Ta chẳng sợ ai cả, cho dù cha có đến, ta cũng dám đánh ông ấy một chưởng. Nhị Nha cười nói, đến lúc đó ta sẽ nói với Tiểu Huyên Tử. Diệp Quân bật cười ha hả. Lúc này, Trấn Nam Tuyết bỗng nói, Diệp công tử, mặc dù ngươi đã đánh bại thần tướng Bắc Phong nhưng khu vực cổ hoang chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Những gì ngươi làm đã khiến họ cảm thấy mất mặt, mà với thế lực lớn mạnh này, thể diện quan trọng hơn cả tính mạng nên tiếp theo. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta biết. Trấn Nam Tuyết hỏi, người nhà của ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, Nam Tuyết cô nương, cô có thể điều động hệ thống tình báo của trấn tộc các cô không? Trán Nam Tuyết do dự một lúc, sau đó nói, chỉ có thể điều động một bộ phận thôi, người muốn ta theo dõi khu vực cổ hoang giúp ngươi à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Trấn Nam Tuyết gật đầu, không thành vấn đề, ta sẽ phái người theo dõi chúng, nếu chúng có bất kỳ động tĩnh gì. Ta sẽ thông báo cho người bất kỳ lúc nào, nhưng nếu yêu vương của chúng đích thân xuất hiện thì người của ta không thể làm gì được cả. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Trấn Nam Tuyết lại nói, đạo thị sắp mở rồi, người của ngươi phải nhanh lên mới được, còn nữa.
Cô ta vừa nói vừa đưa cho Diệp Quân một cuốn sổ này ghi lại tất cả tài sản được cất giữ trong kho hiện nay của đạo thị. Đương nhiên, phần lớn đều không thể dịch chuyển vì mỗi đạo thị đều cần quay vòng vốn. Người đọc đi để hiểu rõ về đạo thị mà chúng ta đang quản lý hiện giờ. Diệp Quân nhận lấy cuốn sổ, sau đó nói, tiếp theo bên đạo thị tạm thời đều do cô sắp xếp, còn người quản lý thì để ta sắp xếp. Trấn Nam Tuyết gật đầu, sau đó nói, người bảo trọng. Dứt lời, cô ta xoay người đi. Sau khi Trấn Nam Tuyết đi, Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó đi vào trong tiểu tháp. Ở một bên khác, có hai người đang theo dõi Diệp Quân đi vào tiểu tháp. Chính là người phụ nữ váy trắng và kiếm chủ nhân gian. Kiếm chủ nhân gian ngẩng đầu lên nhìn phía, khẽ nói, khu vực cổ hoang. Người phụ nữ váy trắng bên cạnh ông ấy bình tĩnh nói, tiêu diệt sao? Tiêu diệt sao? Nghe người phụ nữ váy trắng nói thế, kiếm chủ nhân gian ngạc nhiên. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, bất cứ lúc nào cũng có thể. Kiếm chủ nhân gian lắc đầu khẽ cười, trước tiên không vội, tạm thời xem tình hình. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, ừ. Kiếm chủ nhân gian bỗng thấy hơi tò mò, Thanh Nhi, rốt cuộc muội mạnh đến mức nào? Người phụ nữ váy trắng vuốt mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, bình tĩnh nói là vô địch thì vẫn hơi khiêm tốn. Kiếm chủ nhân gian. Người phụ nữ váy trắng quay sang nhìn kiếm chủ nhân gian, huynh tin không? Kiếm chủ nhân gian bật cười, tin chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ váy trắng cong môi cười. Kiếm chủ nhân gian ngẩng đầu lên nhìn tận cuối tinh không, khẽ nói kẻ thù của tên nhóc đó hơi nhiều rồi đấy. Cả một đường đi theo phía sau, ông ấy nhận ra kẻ thù của Diệp Quân ngày càng nhiều, hơn nữa ngày càng mạnh. Ông ấy quả thật không yên tâm lắm. Nhưng ông ấy biết rõ cũng không thể cứ đi theo mãi thế này. Kiếm chủ nhân gian nắm chặt lấy tay người phụ nữ váy trắng, khẽ nói, giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ đi. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, ừ. Sau khi quay lại tiểu tháp, Diệp Quân lập tức ngồi xuống, khoanh chân lại, nhắm mắt tĩnh khí ngưng thần. Trận đánh trước đó khiến hắn lĩnh hội được rất nhiều. Cần phải nâng cao kiếm kỹ tuế nguyệt trồng chéo và thuật trảm thiên bạt kiếm. Vì không được kiếm Thanh Huyền hỗ trợ, hai kiếm kỹ này chẳng có sức đe dọa nào với cường giả có 6 phần thần tính. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nâng cao cảnh giới và kiếm đạo nhưng hắn lại không biết nâng cao kiếm kỹ này thế nào. Kiếm kỹ này là kiếm kỹ loại trưởng thành, có thể tiếp tục thăng cấp. Mà mục đích hiện giờ của hắn là nâng cao uy lực của bản thân hai kiếm kỹ này. Bản chất của tuế nguyệt trồng chéo là biến hóa vạn ngàn thời không, mỗi một thời không xuất kiếm, sau đó trồng chéo lên thời không hiện tại. Bản chất là trồng chéo. Hắn đã có thể liên hệ thi triển 2 lần thời không tuế nguyệt trồng chéo, đây là cực hạn trước đó của hắn nhưng bây giờ hắn muốn đột phá thêm lần nữa. Nếu đã có thể liên tiếp thi triển 2 lần thời không tuế nguyệt trồng chéo thì chắc chắn có thể 3 lần, 4 lần, thậm chí là 5 lần. Nghĩ thế hắn bèn lập tức làm ngay. Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Quân bắt đầu điên cuồng tu luyện kiếm kỹ của mình, khi tu luyện kiếm kỹ, hắn không có dùng đến bất kỳ sức mạnh huyết mạch hay ngoại lực nào, mà chỉ sử dụng kiếm ý vô địch của mình. Đáng nói là qua trận đánh lần này, hắn nhận ra kiếm ý vô địch của hắn cũng mạnh lên rất nhiều. Ở một bên khác, Nhị Nha và Tiểu Bạch đang chỉ dạy Ngao Thiên Thiên. Chiến đấu. Nhị Nha đang dạy Ngao Thiên Thiên tất cả các loại kỹ năng chiến đấu. Cô bé đã từng đánh nhau rất nhiều lần, hơn nữa từng đi theo An Võ Thần, thế nên kinh nghiệm chiến đấu của cô bé rất phong phú, nhất là về mặt sử dụng sức mạnh. Được Nhị Nha và Tiểu Bạch chỉ dạy, thực lực của Ngao Thiên Thiên cũng nhanh chóng tăng vọt, không chỉ thế bây giờ cô ấy đã đạt đến thần cảnh đỉnh cao, chỉ còn một chút nữa là đến đạo cảnh. Quan trọng nhất là Tiểu Bạch lại tăng cường trang bị cho Ngao Thiên Thiên. Đúng thế, bây giờ cả người Ngao Thiên Thiên đều là thần trang. Nếu Diệp Quân không có kiếm Thanh Huyên, chắc chắn hắn đánh không lại Ngao Thiên Thiên. Hôm nay trong tinh không, Ngao Thiên Thiên bỗng nhìn Nhị Nha tiền bối, có phải người che giấu thực lực của mình đi không? Trong khoảng thời gian đấu với Nhị Nha này, cô ấy nhận ra thực lực của Nhị Nha hơi bất thường, khi đánh với người ngoài, thực lực của cô bé có vẻ như vậy nhưng khi đánh với người của mình, sức mạnh của cô bé mạnh đến mức hoang đường. Nhị Nha kiếm kẹo hồ lô. Bình tĩnh nói, không. Ngao Thiên Thiên hơi ngờ vực.
Nhị Nha ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi có nghĩ thế giới này cần một trật tự không? Ngao Thiên Thiên gật đầu, cần chứ. Trên đường đi đến đây, mỗi một nơi đều tôn sùng cường giả, cực kỳ loạn. Nhị Nha lại lắc đầu, ta lại nghĩ trật tự có hay không cũng được, dù sao ta rất mạnh, không ai có thể làm gì được ta, người có thể bắt nạt ta thì trật tự đó cũng không quản được đối phương. Ngao Thiên Thiên chớp mắt, còn có người có thể bắt nạt người à? Nhị Nha nói, chỉ có hai người. Dĩ nhiên Ngao Thiên Thiên không hỏi là hai người nào, vấn đề này nói đến không tiện, phải đổi chủ đề. Ngao Thiên Thiên nói, nhưng tiểu quân muốn tạo ra trật tự. Nhị Nha gật đầu, ta biết. Ngao Thiên Thiên do dự một chốc, sau đó nói, người không muốn thế giới này có trật tự nhưng lại giúp huynh ấy, tại sao? Nhị Nha nói, vì nó là người thân. Ngao Thiên Thiên sửng sốt. Nhị Nha nói, người của mình thì mình nên giúp. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, phải nói rằng, người nhà họ Dương đều rất tốt với tiểu quân, dĩ nhiên cũng rất tốt với cô ấy. Nhị Nha nghĩ một lúc rồi nói, thật ra kẻ yếu mới cần có trật tự, bản thân cường giả thực sự đã là trật tự, giống như cha, ông nội và cô của tiểu quân, với họ có trật tự hay không cũng chẳng có gì khác biệt, vì cho dù có cũng không thể kiểm soát được họ. Ngao Thiên Thiên hơi khó hiểu, vậy tại sao họ còn muốn để tiểu quân thiết lập trật tự? Nhị Nha nghiêm túc nói, luyện tập. Ngao Thiên Thiên trầm giọng nói, luyện tập ư? Nhị Nha gật đầu, người không nghĩ tiểu quân cần rèn luyện sao? Ngao Thiên Thiên khẽ nói, cần chứ? Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, thân là gia chủ, thế này là may mắn nhưng đồng thời cũng là bất hạnh, vì cha mẹ của nó đều rất mạnh, nó chắc chắn không thể trở thành đời thứ hai thật sự, hơn nữa họ quá kỳ vọng vào nó, mong nó sẽ đi vào một con đường hoàn toàn mới. Ngao Thiên Thiên hơi khó hiểu, con đường hoàn toàn mới. Nhị Nha gật đầu, nhân tính. Ngao Thiên Thiên trầm giọng nói, ta biết, đến cảnh giới thần đạo thì phải bắt đầu tu luyện thần tính, tiểu quân. Nhị Nha nói, nó không thể tu luyện thần tính, đến lúc đó sẽ có người dạy nó. Ngao Thiên Thiên hơi tò mò, ai thế? Nhị Nha cúi người thấp giọng nói một câu với Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên ngạc nhiên nói, thế mà lại là. Nhị Nha gật đầu. Ngao Thiên Thiên im lặng không nói. Nhị Nha nói, con đường của tiểu quân trước đây hơi vội vàng, nhưng gần đây rất vững chắc. Sau khi nó đạt đến cảnh giới thiên đạo, nó phải đi một con đường hoàn toàn mới, đến lúc đó nó mới có thể tự đi con đường của mình. Nói đến đây cô bé bỗng nhìn Ngao Thiên Thiên, sao các ngươi còn chưa động phòng? Ngao Thiên Thiên không ngờ Nhị Nha lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, mặt cô ấy lập tức đỏ bừng. Nhị Nha nghiêm túc nói, ngươi động phòng với nó. Các ngươi không chỉ có thể hòa hợp với nhau hơn mà ngươi còn có thể mạnh hơn, vì cháu trai có ba loại sức mạnh huyết mạch, ngươi có thể sử dụng sức mạnh huyết mạch của nó để nâng cao bản thân. Ngao Thiên Thiên hơi cúi đầu xuống, sau này hãng nói. Dĩ nhiên cô ấy ngại chủ động trong chuyện này, khoảng thời gian này Diệp Quân vội vàng chiến đấu và vội vàng tu luyện, không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này. Nhị Nha lạnh nhạt nhìn Ngao Thiên Thiên, sau đó nói, có cần bỏ thuốc cho nó không? Ngao Thiên Thiên. Cuối cùng Nhị Nha chỉ đành từ bỏ ý định trước sự phản đối quyết liệt của Ngao Thiên Thiên. Thật ra cô bé rất muốn bỏ thuốc cho Diệp Quân, cũng không có ý đồ gì khác, chỉ cảm thấy rất vui. Thấy Nhị Nha gật đầu, Ngao Thiên Thiên thở phào vì cô ấy biết Nhị Nha có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Bỏ thuốc. Nghĩ đến đây Ngao Thiên Thiên lắc đầu khẽ cười, hình như khá thú vị đấy. Nhị Nha bỗng nói, tiến đến cảnh giới nhân đạo thôi. Ngao Thiên Thiên không suy nghĩ nữa, sau đó gật đầu. Tiếp tục tu luyện. Khu vực cổ hoang. Trong dãy núi Bắc Tề, Bắc Phong cung kính đứng trong một đại điện, cách trước mặt ông ta không xa là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc một bộ áo dài khá rộng, khí chất bá đạo không giận mà uy. Người này chính là Bắc Tề Vương, một trong bốn yêu vương của khu vực cổ hoang. Bắc Tề Vương nhìn Diệp Quân, ngươi thua rồi à? Sắc mặt Bắc Phong hơi khó coi, đúng thế, người này có một thanh thần kiếm đó có thể dễ dàng phá vỡ phòng vệ của ta. Không thể không nói, ông ta cũng hơi ấm ức, cho dù Diệp Quân có thần vật gì, ông ta bị một cường giả cảnh giới đế quân đánh bại chắc chắn ông ta sẽ trở thành trò cười của khu vực cổ hoang. Nhưng cũng không còn cách nào khác,
ông ta vẫn quyết định quay về nói sự thật vì ông ta nhận ra thanh niên này thật sự không đơn giản, hơn nữa lai lịch của hắn cũng không tầm thường, gia tộc bình thường không thể đào tạo ra được một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Bắc Tề Vương đứng dậy, chắc là vật thần nhất để lại cho hắn. Thần nhất. Bắc Phong im lặng một lúc, người này là người cực kỳ lợi hại, thời đại của thần nhất, dù là khu vực cổ hoang cũng phải cúi đầu trước người này. Hết cách rồi, 10 phần thần tính quả thật quá hoang đường. Bây giờ điều họ có thể điều tra là Diệp Quân là người truyền thừa của thần nhất. Bắc Phong bỗng nói, triệu hồi thần giã. Một ông lão lui ra ngoài, không lâu sau, thần giã bước vào trong điện. Thần giã nhìn Bắc Tề Vương đang ngồi ở vị trí giữa, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, hơi cúi người. Bắc Tề Vương nhìn thần giã, người từng qua lại với Diệp Quân, nói một chút về người này xem. Sắc mặt thần giã trở nên nghiêm trọng, khu vực cổ hoang muốn ra tay với Diệp Quân thật rồi. Bắc Phong liếc nhìn thần giã, bây giờ ông ta cũng hơi tò mò về Diệp Quân đó. Thần giã trầm giọng nói, ta cũng không biết thân phận thật của hắn, nhưng người này cực kỳ không đơn giản, vì còn một ác thú và linh tổ đi theo bên cạnh hắn. Nói xong, ông ta nhìn Bắc Tề Vương. Sở dĩ ông ta tiết lộ những điều này là hy vọng có thể đánh tan suy nghĩ định nhằm vào Diệp Quân của khu vực cổ hoang. Mặc dù bây giờ ông ta đã gia nhập khu vực cổ hoang nhưng ông ta vẫn không muốn trở thành kẻ thù của Diệp Quân, ngoại trừ tình bạn lúc ban đầu, còn một nguyên nhân khác, đó là trực giác nói cho ông ta biết khu vực cổ hoang chưa chắc có thể đánh lại Diệp Quân. Bắc Tề Vương bỗng nói, trong tay Diệp Quân đó có phải có một cuốn sách cổ màu đen không? Thần giã nhìn Bắc Tề Vương. Ông ta do dự rồi gật đầu. Bắc Tề Vương nheo mắt, nghe nói cuốn sách cổ này là ghi chép mà thần nhất để lại, bên trong có cách tu luyện của các tầng thần tính cảnh giới thần đạo, không chỉ thế, còn có cách tu luyện 10 phần thần tính. Nói đến đây lão ta đứng lên, xem ra ta phải đích thân đi một chuyến rồi. Đích thân đi một chuyến. Nghe Bắc Tề Vương nói vậy, trong lòng thần giã thầm thở dài. Ông ta biết. Khu vực cổ hoang không quá để ý đến chút lợi ích của đạo thị, nhưng khu vực cổ hoang chắc chắn sẽ không bỏ qua cho truyền thừa thần nhất trên người Diệp Quân. Truyền thừa thần nhất, không chỉ có khu vực cổ hoang, e là chấn tộc và nhà họ thần đều có suy nghĩ đó. Đối với người tu luyện mà nói, ghi chép của thần nhất có cám dỗ quá lớn. Dứt lời, Bắc Tề Vương tiến lên phía trước một bước, biến mất cùng Bắc Phong, lão ta biết rất rõ, nếu muốn lấy được cuốn sách cổ của thần nhất, thì phải càng nhanh càng tốt. Bởi vì các yêu vương, chấn tộc và nhà họ thần có khả năng cũng sắp ra tay. Trong điện, thần giã khẽ lắc đầu, thật ra ông ta vẫn muốn khuyên nhủ, nhưng ông ta biết, vị yêu vương trước mắt này sẽ không nghe theo lời khuyên của ông ta. Bởi vì ông ta chẳng là gì trong mắt đối phương, nếu ông ta lên tiếng khuyên nhủ, e rằng không những không được cảm ơn, mà có khi còn gặp nguy hiểm. Thần giã lại lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhà họ thần. Hôm nay, một ông lão rời khỏi nhà họ thần cùng với một cô gái trẻ tuổi. Ông lão mặc áo choàng đen, râu tóc bạc trắng, cô gái bên cạnh ông ta mặc một bộ váy trắng như tuyết, cực kỳ tao nhã. Cô gái đột nhiên nói, đại trưởng lão, ông nói xem liệu Diệp Quân có đưa cuốn sách cổ kia cho chúng ta không? Ông lão bình tĩnh nói, không đâu. Cô gái nhìn về phía ông lão lại nói, không sao cả, chúng ta có thể cướp. Cô gái yên lặng. Ông lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt không chút cảm xúc, người nào có thực lực thì sẽ có được đồ vật trong thiên hạ. Cô gái đột nhiên hỏi, đại trưởng lão, tại sao lúc đầu thần nhất lại rời khỏi nhà họ thần? Sắc mặt ông lão đột nhiên trở nên khó coi. Cô gái nhìn ông lão, chờ đợi câu trả lời. Trên thực tế, thế hệ trẻ của nhà họ thần ngày nay đều không biết tại sao thần nhất lại rời khỏi nhà họ thần. Đây có thể nói là điều cấm kỵ trong nhà họ thần, điều cấm kỵ mà không ai dám nhắc đến. Vì vậy, nhiều người chỉ biết rằng nhân vật huyền thoại thần nhất đến từ nhà họ thần, chứ không biết tại sao lúc đầu thần nhất lại rời khỏi nhà họ thần. Ông lão như đang nhớ lại chuyện xưa, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng khẽ thở dài. Cô gái không hiểu, nên vẫn tiếp tục hỏi, đại trưởng lão, có thể kể chút không? Ông lão nhìn cô gái bên cạnh. Nghĩ đến thân phận đặc biệt của đối phương, ông ta hơi do dự, sau đó nói, cụ thể là thế nào thì ta cũng không biết, ta chỉ biết rằng, ban đầu thần nhất nảy sinh mâu thuẫn với gia chủ nhà họ thần và các trưởng lão,
còn mâu thuẫn gì thì ta cũng không rõ, chỉ biết rằng thần nhất đã chém chết 6 vị trưởng lão cùng một lúc. Nói đến đây, ông ta khẽ lắc đầu, lần nội chiến đó suýt đã mang đến tai họa ngập đầu cho nhà họ thần. Cô gái hạ giọng nói, với thiên phú đáng sợ của thần nhất, gia tộc chắc chắn sẽ phải dốc sức bồi dưỡng, không thể nào nảy sinh mâu thuẫn. Ông lão gật đầu, đúng vậy, đây cũng là điểm mà rất nhiều người trong tộc nghi ngờ, nhưng ta đoán, có lẽ có liên quan đến một cô gái. Cô gái nhìn về phía ông lão nói, ta từng nghe ông nội ta nói rằng, năm đó thần nhất thích một cô gái, nhưng gia tộc không đồng ý cho thần nhất theo đuổi cô gái đó, có lẽ đó chính là nguyên nhân, nhưng cụ thể là như thế nào thì ta cũng không rõ. Nói đến đây, ông ta thấp giọng thở dài, nếu ban đầu gia tộc không để xảy ra chuyện đó, thần nhất vẫn ở lại nhà họ thần thì chấn tộc và khu vực cổ hoang đã sớm bị chúng ta tiêu diệt. Không những thế, cho dù là khu vực tiên linh cũng phải cúi đầu xưng thần trước nhà họ thần ta. Nói xong, trong mắt ông ta hiện lên vẻ phức tạp. Quả thật, nếu năm đó thần nhất ở lại nhà họ thần, với thực lực khủng khiếp của thần nhất, cộng thêm nhà họ thần thì trong cả vũ trụ, ai có thể trở thành đối thủ của nhà họ thần được đây? Nhà họ thần sẽ trở thành gia tộc đứng đầu vũ trụ. Đáng tiếc, cuối cùng thần nhất vẫn cắt đứt quan hệ với gia tộc và rời khỏi nhà họ thần, mà khi thần nhất rời đi, không phải chỉ là một cú đả kích nhỏ đối với nhà họ thần. Cô gái đột nhiên nói, ta đã điều tra thần nhất, người này có tính cách hiền lành, không phải loại người tàn bạo. Ông lão trầm giọng nói, thần tuyết, cẩn thận lời nói. Cô gái nhìn về phía ông lão nghiêm túc nói, thần tuyết, ta lắm miệng nói thêm một câu, cô có địa vị đặc biệt. Tương lai chắc chắn sẽ phi phàm, nhưng cô phải biết rằng, bây giờ chỗ đứng của cô còn chưa vững, nếu bây giờ cô điều tra những chuyện này, để thế hệ trước biết được, cô. Cô gái tên Trần Tuyết bình tĩnh nói, ta hiểu ý của đại trưởng lão. Ông lão khẽ gật đầu, tốt nhất là không nên đề cập đến chuyện này, tránh khiến mấy lão già kia không vui, mà bọn họ không vui cũng không phải chuyện tốt đối với cô. Thần Tuyết gật đầu, ta hơi tò mò, chỉ vậy thôi. Lật lại bản án. Cô ta chắc chắn không có suy nghĩ này, bây giờ cô ta còn chưa có năng lực đó. Hơn nữa, thần nhất đã lựa chọn binh giải, dù lật lại bản án cũng không có ý nghĩa gì. Dường như nghĩ đến điều gì đó, thần tuyết đột nhiên nói, Diệp Quân có thể có được truyền thừa thần nhất, chắc chắn không phải người bình thường, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ông lão gật đầu, đương nhiên rồi, người này có thể chém chết đạo nhiên, chắc chắn là một vị thiên tài tuyệt thế. Tuy nhiên, dù có yêu nghiệt thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là con kiến nhỏ bé trước mắt các đại gia tộc mà thôi, trừ phi thực lực của hắn đã đạt đến trình độ như thần nhất, hoặc sau lưng hắn có cường giả cấp bậc như thần nhất. Nói đến đây, ông lão bật cười, mà rõ ràng, chuyện này chắc chắn là không thể nào. Nhân vật như thần nhất, triệu năm cũng không có nổi một người, mặc dù Diệp Quân cũng yêu nghiệt, nhưng bây giờ, hắn chắc chắn không thể có thực lực kinh khủng như thần nhất. Còn thế lực đằng sau Diệp Quân, nếu thế lực đó có thể có cường giả cấp bậc thần nhất thì nhà họ thần không thể không biết. Thần Tuyết nhìn đại trưởng lão ở bên cạnh, không nói gì. Trực giác nói cho cô ta biết, Diệp Quân này chắc chắn không đơn giản, bởi vì loại người dám coi thường chấn tộc và khu vực cổ hoang để đi hủy diệt đạo thị, hoặc là loại người ngu dốt không biết sợ, hoặc là căn bản không sợ khu vực cổ hoang và đạo thị. Cô ta càng nghiêng về lý do đằng sau hơn. Ngay lúc này, thời không trước mặt đại trưởng lão đột nhiên rung chuyển, một lúc sau, sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống, Bắc Tề Vương đã đi tìm Diệp Quân rồi. Thần Tuyết cau mày. Sắc mặt đại trưởng lão u ám nói, yêu vương sẽ không đích thân ra tay chỉ vì chuyện của đạo thị, rõ ràng, vị yêu vương kia cũng đến vì cuốn sách cổ của thần nhất, đi thôi. Nói xong, ông ta và thần Tuyết biến mất tại chỗ. Bên trong tiểu tháp. Diệp Quân đứng ở trong một vùng tinh không, cặp mắt hắn khép hờ, khí tức cuồn cuộn. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân đột nhiên mở mắt, bỗng chốc, toàn bộ tinh không đều trở nên hư ảo, ngay sau đó, một thanh kiếm lao ra từ thời không trước mặt. Toàn bộ thế giới trong tiểu tháp rung lên dữ dội. Khóe miệng Diệp Quân hơi nhếch lên. Thực hiện liên tục thời không tuế nguyệt chồng chéo 3 lần. Trong 5 năm qua, hắn vẫn luôn tu luyện kiếm kỹ này. Hôm nay, cuối cùng cũng đã thành công. Hắn suy tính, uy lực này đã tăng lên ít nhất không chỉ gấp mấy lần so với trước đó, nếu cộng thêm kiếm thanh huyên và sức mạnh huyết mạch,
uy lực tăng lên sẽ càng thêm kinh khủng. Vốn dĩ hắn định gọi nhị nha tới để thử kiếm kỹ, nhưng vẫn từ bỏ ý định. Hắn không muốn bị đánh. Thực lực của nhị nha thật sự hơi khủng bố. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân đi vào trong biển mây, sâu trong biển mây đó, Ngao Thiên Thiên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Lúc này, khí tức của Ngao Thiên Thiên càng lúc càng mạnh, biển mây xung quanh không ngừng cuộn trào. Diệp Quân nở nụ cười, rõ ràng, Ngao Thiên Thiên đang muốn đột phá. Ngay lúc này, nhị nha đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, Diệp Quân đang định lên tiếng, nhị nha đã nói có khí tức mạnh mẽ đang đến gần. Diệp Quân lập tức rời khỏi tiểu tháp, ngay khi vừa rời khỏi tiểu tháp, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên lao tới, khiến trời đất nơi hắn đang đứng sôi sục. Sắc mặt Diệp Quân đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Cách Diệp Quân ngàn trượng, thời không đột nhiên bị nứt lìa, sau đó, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Người vừa tới chính là Bắc Tề Vương. Bên cạnh Bắc Tề Vương, còn có yêu tướng Bắc Phong. Nhìn thấy Bắc Tề Vương, sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm túc hơn, hắn biết người này chắc chắn là yêu vương, bởi vì khí thế của đối phương quá kinh khủng, Bắc Phong căn bản không thể so sánh. Người này phải để nhị nha đánh. Lúc này, nhị nha cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô bé thản nhiên nhìn Bắc Tề Vương, vẻ mặt bình tĩnh. Bắc Tề Vương cũng nhìn nhị nha, ngay khi thấy nhị nha, lão ta hơi cau mày. Trước khi đến đây, lão ta đã biết, bên cạnh Diệp Quân có một con ác thú, chỉ là lão ta không ngờ rằng ác thú đó lại là một cô bé. Điều này khiến lão ta cảm thấy hơi bất ngờ. Bắc Tề Vương nhìn về phía Diệp Quân, giao cuốn sách cổ kia ra đây, ta sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng hơn. Sống. Lão ta chắc chắn sẽ không để một thiên tài như vậy sống sót, mặc dù lão ta không sợ, nhưng cũng không muốn chuốc thêm phiền phức. Có thể giải quyết phiền phức ngay bây giờ thì cần gì phải chờ đến sau này. Diệp Quân lùi về phía sau một bước, nói, nếu ông đánh thắng được bà cô nhị nha nhà ta, ta sẽ lập tức đầu hàng. Nếu nhị nha cũng bị đánh bại thì hắn quả thật không cần phải đánh nữa. Bắc Tề Vương thản nhiên nhìn nhị nha, sau đó nói, cô bé chính là sức mạnh của ngươi à? Diệp Quân vội vàng gật đầu, đúng vậy. Bắc Tề Vương bình tĩnh nói, vậy ta sẽ giết chết cô bé trước mặt ngươi. Nói xong, lão ta đột nhiên đánh một chưởng về phía khoảng không trước mặt nhị nha. Trời đất bỗng biến mất. Mặt nhị nha không cảm xúc, cô bé giơ tay lên đánh một chưởng. Trong nháy mắt, yêu tướng Bắc Phong và Diệp Quân ở bên cạnh bị đánh bay ra xa hàng vạn trượng. Khi cả hai dừng lại, hai người đồng thời nhìn về phía nhị nha và Bắc Tề Vương, nơi đó đã trở thành một mảnh đen tối. Nhưng nhị nha và Bắc Tề Vương đều không lùi nửa bước. Dần dần sắc mặt của Diệp Quân trở nên nghiêm trọng. Đúng như dự đoán, bây giờ hắn vẫn chưa thể chống lại cường giả có 7 phần thần tính. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, bởi vì lão ta nhận ra, lão ta đã đánh giá thấp cô bé trước mắt này rồi. Nhị nha liếm kẹo hồ lô, thản nhiên nhìn Bắc Tề Vương, bình tĩnh nói, chỉ có thế thôi sao? Chỉ vậy thôi á. Nghe nhị nha nói vậy, Bắc Tề Vương lập tức nhíu mày, nhưng rất nhanh ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Bao năm nay, lão ta chưa bị ai khiêu khích như vậy. Bắc Tề Vương tiến lên một bước, với một bước này, thời không chỗ lão ta và nhị nha đột nhiên trở nên vặn vẹo. Bắc Tề Vương tung ra một quyền. Bùm! Ngay lập tức, một quyền mang sức mạnh như nước lũ lao thẳng về phía nhị nha. Nhìn thấy quyền này, sắc mặt Diệp Quân nhất thời lập tức đanh lại, hắn phát hiện Bắc Tề Vương này không phải chỉ mạnh hơn tên yêu tướng kia một xíu thôi đâu. Đây không phải là kẻ mà hắn bây giờ có thể chống lại, dù thêm cả kiếm Thanh Huyên cũng không thể. Khi thực lực của đối thủ đủ mạnh, thì dù bản thân kiếm Thanh Huyên không sợ nhưng bản thân hắn lại không thể đỡ được. Mà thực lực của Bắc Tề Vương trước mặt, hơn hắn rất nhiều. Đối mặt với cú đấm kinh hoàng của Bắc Tề Vương, nhị nha vẫn vô cảm. Khi đường quyền đó lao tới, cô bé liền giơ tay ra. Bùm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong không trung. Sau đó, một loạt sóng xung kích đáng sợ lập tức lan ra xung quanh, Diệp Quân và Bắc Phong kia trực tiếp bị thổi bay hàng vạn trượng. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn nhanh chóng nhìn về phía khu vực đánh nhau ở phía xa, nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai bóng mờ ảo.
Nhị Nha đang đấu với Bắc Tề Vương, tốc độ của cả hai kinh hoàng đến mức ngay cả Diệp Quân cũng không thể nhìn rõ. Mà cách Diệp Quân không xa, thần sắc Bắc Phong ngưng trọng chưa từng có, lúc này ông ta cả kinh, bởi vì ông ta không ngờ thực lực của ác thú này lại kinh khủng như vậy, có thể sánh ngang với Bắc Tề Vương. Đồng thời, ông ta lại có chút vui mừng. Bởi vì khi ông ta lao tới định giết Diệp Quân, con ác thú này đã không công kích ông ta, nếu không, ông ta đã chết rồi. Nhưng nghĩ tới điều gì, Bắc Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Quân đang ở bên cạnh, ông ta nhìn thật sâu vào Diệp Quân, lúc này ông ta mới phát hiện ra hình như bọn họ đã đánh giá thấp Diệp công tử này. Một người có thể khiến cho ác thú đi theo chắc chắn không đơn giản. Bùm! Đúng lúc này, cách đó không xa lại có một tiếng động lớn vang lên, sau đó, một làn sóng khí chấn động tràn ra trong nháy mắt. Bắc Phong thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía khu vực đánh nhau cách đó không xa, giờ khắc này thời không nơi đó đã trở nên tối đen như mực. Lúc này, Nhị Nha đang đối mặt với Bắc Tề Vương ở phía xa. Nhị Nha thong thả lấy ra một viên kẹo, bóc ra, sau đó bắt đầu liếm. Mà đối diện với cô bé, vẻ mặt Bắc Tề Vương lại trở nên ngưng trọng hơn trước. Bởi vì đấu trận này, lão ta chẳng được lợi lộc gì, không chỉ như vậy, lão ta còn phát hiện thực lực của yêu thú trước mắt, còn mạnh hơn so với tưởng tượng của lão ta. Nhị Nha đột nhiên nói, đến lượt ta ra tay. Nói xong, cô bé dậm chân phải, cả người như đạn pháo đánh về phía Bắc Tề Vương. Bùm! Giờ khắc này, trời đất trực tiếp vỡ vụn. Bắc Tề Vương hơi nheo mắt, tiến lên một bước và đấm về phía đầu Nhị Nha. Tuy nhiên, khi nắm đấm của lão ta đánh vào đầu Nhị Nha, sắc mặt của lão ta thay đổi rõ rệt, ngay sau đó lão ta bay ngược ra ngoài, ngay khi bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay phải của lão ta nổ tung từng inch một, máu bắn tung tóe. Nhìn thấy vậy, Bắc Phong ở cách đó không xa mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tin được, làm sao thế được si. Còn Diệp Quân thì nở nụ cười trên môi, Nhị Nha vẫn bá đạo như vậy. Bắc Tề Vương sau khi dừng lại, liền nhìn thoáng qua thân thể của mình, vừa rồi va chạm không chỉ có cánh tay phải của lão ta bị nát, mà thân thể của lão ta cũng bị nứt ra. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Bắc Tề Vương ngước nhìn Nhị Nha, người đang liếm kẹo ở đằng xa, sốc. Nhị Nha khẽ liếc nhìn, chỉ vậy thôi hả? Lại bị khinh thường, trong mắt Bắc Tề Vương lóe lên một tia lạnh lẽo, lão ta đột nhiên chậm rãi giơ tay trái lên, trong khoảnh khắc. Một luồng uy thú kinh khủng từ trong cơ thể lão ta quét ra, uy áp cường đại như thủy triều lao về phía Nhị Nha. Cảm nhận được lực uy thú đáng sợ này, Diệp Quân nhíu mày, hắn nhanh chóng phóng thích kiếm ý để chống đỡ. Bên kia, Bắc Phong liên tục rút lui, tránh xa khu vực đánh nhau. Yêu thú cấp cao có huyết mạch áp chế yêu thú cấp thấp, cho nên ông ta không dám đối mặt với uy thú của Bắc Tề Vương. Ở phía xa, khi Nhị Nha nhìn thấy sức mạnh uy thú của Bắc Tề Vương, trong mắt cô bé hiện lên một tia khinh thường, giận dữ gầm lên. Bùm! Một luồng uy thú mạnh mẽ hơn lan tỏa ngay lập tức, trong nháy mắt, uy thú do Bắc Tề Vương phóng ra trực tiếp bị phá vỡ, sau đó, Nhị Nha lao về phía trước và lại tung quyền về phía Bắc Tề Vương. Với đòn đánh này, Nhị Nha giống như một dòng nước lũ vỡ bờ, không thể ngăn cản được. Con người của Bắc Tề Vương đột nhiên co rút lại. Lão ta gầm lên một tiếng dữ dội, trong nháy mắt liền khôi phục bản thể, giống như một con rồng, có ba đầu ba tay, cao tới trăm thước, khi khôi phục bản thể, khí tức của lão ta đột nhiên dâng trào dữ dội. Sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của yêu thú, còn ở dạng bản thể. Tuy nhiên, Nhị Nha không hề sợ hãi, tung từng quyền về phía Bắc Tề Vương. Bùm! Trong khoảng đấu, tiếng nổ không ngừng vang lên. Và mặc dù Bắc Tề Vương đã khôi phục bản thể, nhưng lão ta vẫn bị Nhị Nha áp chế hoàn toàn, bị đánh đến mức chỉ biết tháo chạy. Nhìn thấy cảnh này, Bắc Phong có chút bối rối. Như này là như nào? Khôi phục bản thể, còn bị đánh đến mức này? Không đúng. Phải nói rằng lúc này, Bắc Phong thực sự hoảng loạn. Phải biết, Bắc Tề Vương có 7 phần thần tính, lão ta là một trong 2 siêu cấp cường giả ở khu vực cổ hoang. Mà trong trường hợp khôi phục bản thể, với 7 phần thần tính, cơ hồ có rất ít đối thủ, lúc này đây, lão ta lại bị đánh đến mức chỉ biết tháo chạy. Con ác thú này mạnh như vậy sao? Như nghĩ tới điều gì, Bắc Phong do dự một chút, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Quân.
thấy Bác Phong đi tới, Diệp Quân nhíu mày, làm gì đấy? Bác Phong liếc nhìn Nhị Nha ở phía xa và nói, ác thú này là của ngươi à? Diệp Quân bình tĩnh nói, ông đang hỏi thừa đấy. Hắn không nói dối, Nhị Nha đi theo ông nội, khi ông ấy mất, cô bé thuộc về cha hắn, khi cha hắn mất, cô bé đương nhiên thuộc về hắn, và còn có Tiểu Bạch nữa. Nghe Diệp Quân nói vậy, Bác Phong có chút hiếu kỳ, người yếu như vậy, sao ác thú này lại đi theo ngươi? Diệp Quân cau mày, ta yếu sao? Bác Phong hơi sửng sốt. Yếu sao? Tên này hình như không yếu. Diệp Quân nhàn nhạt liếc Bác Phong một cái, đây chính là yêu vương khu vực cổ hoang sao? Ta thấy chẳng ra làm sao cả. Sắc mặt Bác Phong đột nhiên trở nên có chút khó coi. Diệp Quân tiếp tục nói, khu vực cổ hoang có 4 yêu vương à? Bác Phong trầm giọng nói, 5. Diệp Quân cau mày, 5. Bác Phong gật đầu. Diệp Quân đột nhiên nói, thực lực của yêu thần các ông như nào? Yêu thần. Nghe được hai chữ này, thần sắc Bác Phong lập tức trở nên cung kính, yêu thần tất nhiên là vô địch rồi. Diệp Quân hỏi, thần tính bao nhiêu? Bác Phong lắc đầu, ta không biết. Diệp Mặc nhìn Bác Phong nghiêm túc nói, ta thật sự không biết, yêu thần đã lâu không xuất hiện rồi. Diệp Quân im lặng. Hắn biết tông chủ quá khứ tông có 9 phần thần tính, nếu như yêu thần cũng có 9 phần thần tính, như vậy thì có chút phiền phức. Bác Phong đột nhiên nói, nghe nói người còn có linh tổ. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía Bác Phong, khu vực cổ hoang các ông không có sao. Bác Phong lắc đầu, không có. Diệp Quân có chút khó hiểu, khu vực cổ hoang ngay cả linh tổ cũng không có à? Các ông nghèo thế à? Bác Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói lời nào. Diệp Quân bình tĩnh nói, chỉ có một yêu vương tới thôi à, các ông có vẻ coi thường ta nhỉ. Bác Phong trầm giọng nói, người đang hơi kiêu ngạo đấy. Diệp Quân nhìn Bác Phong nói, yêu vương của các ông sắp thua rồi. Bác Phong nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn về phía khoảng đấu, khi nhìn thấy tình hình đang diễn ra, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đúng như lời Diệp Quân nói. Bắc Tề Vương giờ phút này đã hoàn toàn bị trấn áp. Thua chỉ là vấn đề thời gian. Bác Phong trầm giọng nói, nếu như yêu vương bị đánh bại, tin ta đi, khu vực cổ hoang sẽ sống mái với các ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, sao cũng được. Bác Phong có chút khó hiểu, người thật sự không sợ khu vực cổ hoang chút nào sao? Diệp Quân, nhà ta có 10 ác thú. Bác Phong lập tức nói, người nói điêu. Đương nhiên. Ông ta sẽ không tin mấy câu mà Diệp Quân chém gió, đối với ác thú mà nói, một con đã quá lắm rồi, còn 10 con. Diệp Quân đột nhiên hỏi, thực lực Bắc Tề Vương này ở mức độ nào trong các đại yêu vương của yêu tộc? Bác Phong trầm giọng nói, thứ ba. Thứ ba. Diệp Quân cau mày. Bùm. Đúng lúc này, Bắc Tề Vương ở phía xa bị Nhị Nha đánh bay ra xa hàng vạn trượng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Bác Phong nhất thời tối sầm lại. Ông ta biết Bắc Tề Vương đã hoàn toàn bại trận. Diệp Quân đột nhiên nói, dưới tình huống nào, yêu thần của các ông sẽ đích thân tới giết ta. Bác Phong nhìn Diệp Quân, người hỏi cái này làm gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta đi chuẩn bị gọi người trước. Bác Phong cười lạnh nói, tin ta đi, nếu yêu thần thật sự tới giết ngươi, gọi người cũng vô dụng. Diệp Quân cười nói, cô ta đánh nhau rất giỏi. Bác Phong lắc đầu, vô dụng. Thực lực của yêu thần vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Diệp Quân nhìn Bác Phong, đến lúc đó hãy để họ so tài một trận. Bác Phong gật đầu, được, nếu như yêu thần muốn đích thân đến giết ngươi, ta sẽ sớm thông báo cho ngươi, sau đó ngươi đi báo cho cô của ngươi một tiếng. Diệp Quân gật đầu, được. Bùm. Đúng lúc này, Bắc Tề Vương phía xa lại lần nữa bị đánh bay, lần này khi dừng lại, bản thể yêu thú trực tiếp nứt ra. Vô số máu tươi từ trong cơ thể phun ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả một vùng. Mặt khác, Nhị Nha chẳng làm sao cả và vẫn đang liếm kẹo. Bắc Tề Vương sau khi dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nhị Nha cách đó không xa, trên mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi. Sau trận chiến này, lão ta phát hiện không chỉ có thực lực của cô gái nhỏ trước mắt này rất đáng sợ, mà phòng ngự của thân thể này cũng cực kỳ đáng sợ, lão ta căn bản không thể đả thương được cô bé. Phòng thủ và sức mạnh không bằng đối thủ. Điều này khiến Bắc Tề Vương khó chấp nhận được. Nhị Nha không tiếp tục tấn công mà quay sang nhìn Diệp Quân,
ta đã đánh cho tàn phế rồi, giờ đến lượt ngươi. Diệp Quân, đến mình rồi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương, hắn chần chờ một chút, sau đó nói, hay ngươi giết đi. Bắc Tề Vương mặc dù đã bị trọng thương, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn vẫn đánh không lại. Nhị Nha cong môi và nói, được. Cô bé nói xong quay đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương xa xa, vừa định ra tay, Bắc Tề Vương đột nhiên xoay người, biến mất trên bầu trời. Bỏ trốn. Diệp Quân sửng sốt. Nhị Nha cũng cau mày, cô bé không ngờ lão này lại chạy trốn. Vẻ mặt Bắc Phong ở một bên có chút khó coi. Đường đường là yêu vương mà lại chạy trốn à? Diệp Quân nhìn Bắc Phong với vẻ mặt kỳ lạ. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, sắc mặt Bắc Phong càng khó coi hơn. Nhưng, ông ta vẫn có thể hiểu được, bởi vì nếu như yêu vương không chạy trốn, lão ta sẽ đi đời nhà ma. Sức mạnh của ác thú này thực sự vượt xa dự liệu của họ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Bắc Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ông ta do dự một chút, sau đó ôm quyền nói, Diệp thiếu gia, chúng ta gặp sau. Nói xong quay người bỏ chạy. Lúc này nếu Diệp Quân có ý định giết ông ta, thì ông ta coi như toi đời. Diệp Quân cũng không có ý định giết Bắc Phong, hắn nhìn về phương hướng Bắc Tề Vương rời đi phía xa xa, nhíu chặt mày. Thực lực của Bắc Tề Vương cũng vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù hiện tại cảnh giới của hắn đã tăng lên, nhưng hắn hiểu rằng, hắn với Bắc Tề Vương này vẫn còn chênh lệch rất lớn. Tất nhiên, nếu tung hết các át chủ bài, cộng thêm Ngao Thiên Thiên và Kiếm Thanh Huyên, thì không phải là không có sức để đánh một trận. Nhị Nha đột nhiên nói, người phải thể hiện thực lực của mình ra. Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ. Nhị Nha đột nhiên nói, đi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi. Diệp Quân có chút tò mò, đi đâu? Nhị Nha nói, đi. Nói xong, cô bé dẫn theo Diệp Quân và biến mất tại chỗ. Ở một bên khác, Bắc Tề Vương dừng lại, hai mắt hơi nhắm lại, vết thương trên người đang chậm rãi lành lại. Sắc mặt Bắc Tề Vương âm trầm, có chút khó coi. Lão ta không ngờ rằng mình lại thua một con ác thú không chút tiếng tăm gì. Bắc Tề Vương từ từ nhắm mắt lại. Kể từ khi lão ta đấu với con ác thú đó, lão ta thấy rằng đến cuối cùng, đối thủ cũng không khôi phục trạng thái bản thể. Phải biết rằng sau khi khôi phục bản thể, sức chiến đấu của yêu thú mới là mạnh nhất. Nói cách khác, đối phương đã không làm hết sức mình. Sau khi nghĩ đến đây, sắc mặt Bắc Tề Vương đột nhiên trở nên khó coi hơn. Lúc này, Bắc Phong xuất hiện bên cạnh Bắc Tề Vương, trầm giọng nói, Vương, thần vừa nhận được tin tức, trưởng lão nhà họ thần thần cố đã mang tiểu thư nhà họ thần đi tìm Diệp Quân. Bắc Tề Vương nhíu mày, thần cố. Bắc Phong gật đầu, đúng vậy. Bắc Tề Vương đột nhiên hỏi, bọn họ đâu? Bắc Phong nói, một dãy núi vô danh cách đây 10.000 dặm về phía bên phải. Bắc Tề Vương lập tức nói, đi thôi. Hai yêu đang định rời đi, nhưng đúng lúc này, như nghĩ tới cái gì, Bắc Tề Vương đột nhiên nói, ta đấu với ác thú kia, bọn họ hẳn là không biết đâu nhỉ. Bắc Phong trầm giọng nói, chắc không biết đâu, bọn họ vừa mới tới thế giới này thôi. Bắc Tề Vương khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, hai yêu trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong một dãy núi, thần cố và thần tuyết đang chuẩn bị tìm kiếm Diệp Quân. Thì lúc này, thời không trước mặt họ đột nhiên nứt ra, sau đó, Bắc Tề Vương và Bắc Phong chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn thấy Bắc Tề Vương, thần cố nhíu mày. Bắc Tề Vương bình tĩnh nói, thần cố, đã lâu không gặp. Thần cố nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Bắc Tề Vương đi thẳng vào vấn đề, muốn giết Diệp Quân để lấy nhật ký của thần nhất sao? Thần cố cau mày. Bắc Tề Vương cười nói, thần cố. Ông nói cho ta xem nhà họ thần làm như này là như nào đây. Lúc đầu người nhà ông đuổi hắn ra ngoài, giờ lại muốn nhật ký của hắn, không thấy muối mặt à. Ánh mắt thần cố trở nên lạnh lùng, chuyện này liên quan đến ông à. Bắc Tề Vương cười nói, đương nhiên là có liên quan, bởi vì Diệp Quân là tử địch của khu vực cổ hoang ta, cho nên đồ vật trên người hắn đương nhiên là của khu vực cổ hoang. Thần cố cười lạnh một tiếng, Bắc Tề Vương. Ông điên rồi sao? Diệp Quân là tử địch của khu vực cổ hoang ông, cho nên đồ vật trên người hắn đều là của ông. Bắc Tề Vương cũng không tức giận, bình tĩnh nói, thần cố, nhà họ thần tranh danh với khu vực cổ hoang,
cuối cùng cũng chỉ có lợi cho Diệp Quân cùng Trấn tộc. Thần Cố im lặng. Thật vậy, nếu nhà họ Thần cạnh tranh với khu vực cổ hoang, thì Trấn tộc và Diệp Quân cuối cùng chắc chắn sẽ là những người có lợi nhất. Về Diệp Quân, chỉ là một thiên tài nhỏ tí, cũng không tạo được sóng gió gì, nhưng Trấn tộc này, bọn họ nhất định phải chú ý. Bắc Tề Vương lại nói, Thần Cố, chúng ta nói chuyện chút chứ. Thần Cố nhìn Bắc Tề Vương, nói gì? Bắc Tề Vương bình tĩnh nói, khu vực cổ hoang có thể không cần cuốn nhật ký. Thần Cố sửng sốt. Bắc Phong cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lúc này trong lòng vô cùng khó hiểu, Bắc Tề Vương này rốt cuộc muốn làm gì? Thần Cố nhìn chằm chằm vào Bắc Tề Vương, chờ đợi câu nói tiếp theo. Thần Tuyết. Bắc Tề Vương nói tiếp, ta không cần cuốn nhật ký đó, nhưng Diệp Quân phải chết. Ta nghĩ chúng ta nên thống nhất về điểm này, đúng không? Thần Cố gật đầu. Trộm đồ của người khác, đương nhiên không thể để người ta còn sống được. Tuy rằng nhà họ Thần không sợ báo thù, nhưng cũng không muốn sau này gặp phiền phức. Bắc Tề Vương nói, nếu như khu vực cổ hoang ta đồng ý từ bỏ quyển nhật ký này, nhà họ Thần sẽ bồi thường chúng ta như thế nào? Thần Cố nhíu mày, bồi thường. Bắc Tề Vương gật đầu, ừ. Thần Cố nhìn chằm chằm Bắc Tề Vương, sao lại từ bỏ? Bắc Tề Vương cười nói, theo ta được biết, nhật ký của thần nhất để lại đúng là có phương pháp tu luyện 10 phần thần tính, nhưng chỉ đối với loài người, không thích hợp với yêu tộc, nên cho dù yêu tộc có giành được cũng không có tác dụng gì, nếu đã không có tác dụng gì thì cần gì phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán với nhà họ Thần các ông làm gì. Mặc dù những gì Bắc Tề Vương nói là có cơ sở và hợp lý, nhưng ông ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bắc Tề Vương lại nói, nghĩ mà xem. Nhà họ Thần các ông cũng không muốn đang tranh đoạt mà bị khu vực cổ hoang ta cản trở đúng chứ? Thần Cố nhìn Bắc Tề Vương, khu vực cổ hoang ông muốn gì? Bắc Tề Vương giơ một ngón tay, 10 tổ mạch cực phẩm. Tổ mạch đương nhiên cũng phân cấp bậc, tổ mạch cực phẩm chính là loại cao nhất. Nghe Bắc Tề Vương nói vậy, sắc mặt Thần Cố nhất thời trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, được đằng chân lân đằng đầu. Bắc Tề Vương cười nói, Thần Cố, ông không cần tức giận như vậy, ta với ông biết rõ giá trị của cuốn nhật ký kia, chắc chắn hơn 10 tổ mạch. Thần Cố im lặng. Lúc này, Thần Tuyết bên cạnh đột nhiên nói, tiền bối nói cũng phải, giá trị của quyển nhật ký kia đương nhiên vượt xa 10 tổ mạch, nhưng mà tiền bối hình như đã quên quyển nhật ký này không ở trong tay tiền bối. Nói đến đây, cô ta khẽ mỉm cười, nếu tiền bối lấy được cuốn nhật ký kia, đừng nói là 10 tổ mạch cực phẩm, thậm chí là 20 tổ mạch cực phẩm. Nhà họ Thần ta cũng nguyện ý đưa. Nghe Thần Tuyết nói vậy, Thần Cố đột nhiên nhận ra, chết tiệt, sao ông ta lại cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ, nguyên nhân là ở đây, như Thần Tuyết đã nói, cuốn nhật ký này không ở trong tay Bắc Tề Vương, đối phương muốn ngồi mát ăn bát vàng chắc. Nghĩ tới đây, Thần Cố không khỏi lạnh lùng liếc Bắc Tề Vương một cái. Bắc Tề Vương liếc nhìn Thần Tuyết ở bên cạnh, Thần Tuyết khẽ mỉm cười không nói gì. Bắc Tề Vương cười nói, vậy đơn giản thôi, chúng ta cược xem cuốn nhật ký rốt cuộc sẽ vào tay ai, nếu như nó rơi vào tay khu vực cổ hoang ta, đến lúc đó, 20 tổ mạch cũng không mua được đâu. Thần Tuyết bình tĩnh nói, vậy lúc đó hắn nói. Bắc Tề Vương khẽ mỉm cười, quay người rời đi không nói lời nào. Tuy nhiên, khoảnh khắc lão ta quay lại, có một tia u ám ánh lên trong mắt lão ta. Sau khi Bắc Tề Vương và Bắc Phong rời đi, Thần Cố ở bên cạnh đột nhiên hỏi, lão ta muốn làm gì vậy? Thần Tuyết nhẹ nhàng nói, nếu ta đoán đúng, thì chắc hẳn là đã đến gặp Diệp Quân rồi. Cái gì? Thần Cố sửng sốt, đã tìm đến Diệp Quân rồi. Thần Tuyết gật đầu, đúng, hơn nữa, hẳn là đã thất bại, nên lão ta tìm đến chúng ta, một là để không dưng có 10 tổ mạch, hai là để chúng ta tiếp tục nhắm vào Diệp Quân. Sau đó thì đứng xem chúng ta đấu đá với Diệp Quân. Còn lão ta ở giữa hưởng lợi. Thần sắc Thần Cố lập tức trở nên hung ác, con yêu này thâm thật. Trên thực tế, ba gia tộc lớn cũng không hòa thuận gì, mọi người đều tranh giành lẫn nhau, nhưng cũng không đến mức sống còn. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Thần Cố lại nói, không đúng, Bắc Tề Vương này là một yêu vương có 7 phần thần tính, nếu lão ta tự mình ra tay, thì Diệp Quân nhất định không có đường sống, làm sao có thể thất bại được. Thần Tuyết hỏi ngược lại, nếu lão ta thất bại, điều đó có nghĩa là gì? Thần Cố sửng sốt.
Nếu Bắc Tề Vương thất bại, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là xung quanh Diệp Quân nhất định phải có cường giả cao cấp. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thần Cố nhất thời trầm xuống, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Thần Tuyết trầm giọng nói, Diệp Quân không đơn giản đâu, đại trưởng lão, chúng ta không thể tùy tiện đi giết người này, phải điều tra trước, sau đó mới quyết định. Thần Cố vẫn do dự. Bởi vì ông ta nóng lòng muốn lấy cuốn nhật ký đó, nếu bây giờ lấy được, mặc dù vẫn phải nộp lên nhưng ông ta có thể đọc nó, nhưng nếu rơi vào tay người khác, thì ông ta không thể. Tựa hồ biết Thần Cố đang suy nghĩ gì, Thần Tuyết nhắc nhở, lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục trọng. Thần Cố trong lòng thở dài, khẽ gật đầu. Nếu như Bắc Tề Vương thật sự đã thất bại, thì Diệp Quân quả là không đơn giản. Phải điều tra trước. Thần Tuyết nhìn bầu trời xa xăm, lúc này cô ta càng tò mò về Diệp công tử này. Bởi vì cô ta biết rất rõ rằng đối với một người như Thần Nhất, truyền nhân mà ông ấy chọn chắc chắn sẽ không phải là một người bình thường. Phải biết, Thần Nhất không thể không biết truyền nhân của mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nếu không có năng lực, thì sẽ làm hại Diệp Quân. Thần Nhất đã chọn Diệp Quân, điều đó có nghĩa là Diệp Quân phải có khả năng tự bảo vệ mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta luôn ngăn cản Thần Cố hành động thiếu suy nghĩ. Thần Tuyết tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, ta tự mình đi điều tra. Nói xong, cô ta trực tiếp hóa thành một đạo sóng tuyết, biến mất ở cuối trời. Ở bên cạnh, sắc mặt Bắc Tề Vương cực kỳ khó coi. Lão ta vốn dĩ muốn lừa gạt để chiếm lợi của nhà họ Thần nhưng không ngờ cô gái đó lại nhìn thấu ý đồ của lão ta. Thần Tuyết. Bắc Tề Vương nhíu mày, theo ta được biết, thế tử đương nhiệm của nhà họ Thần chẳng phải là Thần Tín sao? Bắc Phong đứng cạnh Bắc Tề Vương trầm giọng nói, có lẽ cô gái này là người nhà họ Thần mới bồi dưỡng. Bắc Tề Vương cười mỉa, loài người cứ thích dở mấy trò cân bằng, nhà họ Thần cũng không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Bắc Phong không nói gì. Bắc Tề Vương như nghĩ đến điều gì, lão ta quay đầu nhìn tận cuối tinh không. Sau đó nói, tiết lộ chuyện Diệp Quân có cuốn ghi chép của Thần Nhất cho khu vực cổ hoang. Bắc Phong nhìn Bắc Tề Vương, ông ta biết Bắc Tề Vương muốn mượn đao giết người. Nói thật ông ta không thích cách này lắm, vì ông ta nghĩ Bắc Tề Vương muốn khiến các yêu vương khác cũng chịu thiệt. Cứ như thế tức là làm tổn thất thực lực của yêu tộc. Hơn nữa thân là yêu tộc, quả thật không nên dở mấy trò âm mưu quỷ kế này. Nhưng ông ta không nói gì nữa, chỉ lặng thinh gật đầu. Dù là yêu thần cũng không có cách nào giải quyết hoàn toàn tranh chấp nội bộ của yêu tộc, chứ nói gì đến ông ta. Ở một diễn biến khác, Nhị Nha dẫn Diệp Quân đến một tinh không mênh mông chưa biết đến. Cả đường đi, Nhị Nha dẫn Diệp Quân xuyên qua tinh không nên Diệp Quân cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Diệp Quân cũng hỏi mấy lần nhưng Nhị Nha đều không nói. Lúc này Nhị Nha dừng lại. Diệp Quân quay đầu nhìn Nhị Nha bên cạnh, nơi này là đâu? Nhị Nha chỉ về phía đằng xa. Diệp Quân nhìn theo ngón tay của Nhị Nha, hắn mơ hồ nhìn thấy một đống đổ nát cổ xưa ở cuối tầm nhìn. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây là... Nhị Nha nghiêm túc nói, trộm, à không phải, khảo cổ. Khảo cổ. Diệp Quân mặt sầm lại, chẳng phải ngươi nói dẫn ta đi tu luyện sao? Nhị Nha liếc mắt, người nghĩ khảo cổ không cần thực lực à? Diệp Quân lặng thinh, quả thật là khảo cổ cũng cần thực lực. Nhị Nha nghiêm túc nói, lần này ngươi tự mình làm. Diệp Quân chớp mắt, mình ta hả? Nhị Nha gật đầu, ừ. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, có nguy hiểm không? Nhị Nha lập tức lắc đầu, không có. Diệp Quân quay sang nhìn di tích đổ nát đó, hắn lắc đầu khẽ cười. Đúng là với thực lực hiện giờ của hắn, chỉ cần không phải là cường giả trên 6 phần thần tính thì ai có thể làm hắn bị thương chứ? Mà cường giả có thần tính trên 6 phần lại không phải là củ cải trắng, sao có thể ở khắp nơi được? Nghĩ đến đây, Diệp Quân cười nói, để ta. Nói xong, hắn đi về phía di tích đổ nát đó. Nhị Nha nhìn Diệp Quân rời đi, ánh mắt lóe sáng không biết đang nghĩ gì. Tiểu Bạch trên vai cô bé giơ móng vuốt chỉ về phía xa, sau đó vung vẫy móng vuốt như đang nói gì đó. Nhị Nha bình tĩnh nói, cháu trai phải chịu khổ một chút. Tiểu Bạch cái hiểu cái không? Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đi đến trước phế tích đó, di tích đổ nát này từng là một thế lực tông môn lớn,
còn có mấy chục cột đá cao cả vạn trượng đứng sừng sững ở trung tâm đống hoang tàn, cột đá sừng sững đó cực kỳ hùng vĩ trong tinh không. Nhìn đống đổ nát trước mặt này, ánh mắt Diệp Quân lóe lên vẻ phức tạp, hắn biết nơi này từng rất huy hoàng. Nhưng bây giờ đã trở thành đống đổ nát. Dù là thế lực thế nào thì cũng như cát bụi khi đứng trước thời gian. Giờ phút này, Diệp Quân không khỏi cảm khái, cũng không biết sau vô số vạn năm sau, Thư viện Quan Huyên liệu có trở thành như vậy hay không, sau đó lại có một người khác đứng trước Thư viện Quan Huyên mà cảm khái như thế này. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, hình như mình nghĩ hơi nhiều rồi. Diệp Quân thôi suy nghĩ lung tung, đi về phía mấy cột đá đó. Mặc dù tự tin nhưng Diệp Quân cũng không khinh địch, hắn trang bị đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Mà cả đường đi cũng bình tĩnh, không có chuyện gì khác thường xảy ra. Không lâu sau Diệp Quân đi đến trước những cột đá kia, khi nhìn thấy những cột đá đó, hắn bỗng nhíu mày, trên mỗi một cột đá này đều được vẽ những ký tự phù văn cổ, khi nhìn thấy những ký tự phù văn cổ này, hắn lại cảm thấy khiếp sợ. Đây là cái gì? Diệp Quân hơi ngờ vực. Ngay lúc này những ký tự phù văn cổ đó bỗng chuyển động, ngay sau đó Diệp Quân chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người bị đưa vào trong một tinh không tối tăm vô tận. Tối đen như mực, không thấy gì cả. Diệp Quân híp mắt, vung tay áo lên, kiếm quang bỗng lao lên trời, nhưng thoáng chốc kiếm quang đó đã biến mất. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, hắn lại phóng vô số kiếm ý ra, nhưng ngay lập tức vô số kiếm ý của hắn cũng biến mất. Diệp Quân không nghĩ nhiều, định lấy kiếm Thanh Huyên ra nhưng hắn lại sửng sốt. Vì không thấy kiếm Thanh Huyên nữa. Không thấy nữa. Chuyện gì thế này? Diệp Quân ngơ ngác, hắn thầm hỏi, tháp gia. Tiểu tháp trầm giọng nói, kiếm Thanh Huyên bị cha ngươi lấy lại rồi. Diệp Quân sầm mặt, sao cha lại không nói cho ta một tiếng? Tiểu tháp nói, đó vốn dĩ là đồ của cha ngươi vẫn chưa, à, không phải, ta không có ý khác. Diệp Quân rơi vào im lặng. Kiếm Thanh Huyên không còn nữa. Làm sao đây? Nếu có kiếm Thanh Huyên thì cái nơi quái quỷ này chỉ cần một nhát kiếm, nhưng bây giờ... Không đúng. Diệp Quân bỗng nhíu mày, hắn nhận ra hắn đã vô thức có tính ỷ lại vào kiếm Thanh Huyên. Đúng thế, có kiếm Thanh Huyên thì cho đối mặt với kẻ địch mạnh đến mấy, hắn cũng không sợ, cũng có sức chiến đấu mạnh, nhưng một khi không có kiếm Thanh Huyên, hắn sẽ bị đánh cho về lại nguyên dạng. Lúc này, điều hắn nghĩ không phải là dựa vào năng lực của mình để đối mặt với khó khăn trước mắt, mà là dùng kiếm Thanh Huyên thế nào để giải quyết phiền toái trước mắt. Nhưng kiếm Thanh Huyên không phải là kiếm của hắn, hơn nữa năng lực của kiếm Thanh Huyên cũng không phải là năng lực của hắn. Thói quen. Diệp Quân lắc đầu bật cười, sở dĩ lúc trước hắn cầm kiếm Thanh Huyên là vì hắn nghĩ mình sẽ không lại ỷ lại kiếm Thanh Huyên nữa, chỉ sử dụng vào thời điểm mấu chốt, nhưng sau khi sử dụng một thời gian, hắn đã vô ý quen với sự tiện lợi mà kiếm Thanh Huyên mang lại. Tâm đắc thỉnh thoảng hối lỗi, thi thoảng rèn luyện. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một vùng tối đen, với thực lực hiện giờ của hắn, cho dù có tối đến thế nào cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của hắn, hiển nhiên hiện giờ hắn hẳn là đang ở trong một kết giới phong ấn nào đó. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bỗng xòe tay ra, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó hắn lao lên trước. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Khi kiếm được tung ra, sức mạnh đáng sợ bộc phát trước mặt hắn nhưng sức mạnh đáng sợ đó lập tức biến mất không thấy tăm tích. Cứ như một viên đá rơi xuống vực sâu. Thấy thế Diệp Quân nhíu mày. Rốt cuộc đây là nơi nào? Không nghĩ nhiều, Diệp Quân ngự kiếm bay lên, biến thành một luồng kiếm quang lao lên trời, nhưng sau khi ngự kiếm một lúc lâu, hắn sa sầm mặt mày, vì hắn phát hiện không có điểm cuối. Với thực lực hiện giờ của hắn, một lần ngự kiếm có thể lập tức xuyên qua một vũ trụ tinh hà, nhưng hiện giờ hắn lại cảm nhận mình vẫn đứng chỗ cũ. Bị vây khốn rồi. Diệp Quân nhắm mắt lại, hắn để mình bình tĩnh lại, vì lúc này hắn hơi nóng nảy. Dù sao xung quanh cũng tối đen, không có khái niệm thời gian. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Quân lại thử nhìn xung quanh bằng tâm nhãn của mình nhưng vẫn là một vùng tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì. Diệp Quân hỏi, tháp gia, người có nhìn thấy rõ nơi này không? Tiểu tháp trầm giọng nói, không. Diệp Quân nhìn xung quanh. Sau đó nói, chắc là nhị nha biết tình hình lúc này của ta, nhưng cô bé không ra tay, có lẽ hy mong ta tự mình giải quyết.
Nghĩ đến đây, Diệp Quân quay đầu nhìn xung quanh, đập vào mắt vẫn là một vùng tối đen, chẳng nhìn thấy gì. Diệp Quân trầm giọng nói, ngươi không ra đây nói chuyện à? Hắn biết chắc chắn có thứ gì đó đang vây chặt lấy hắn ở đây, mà đối phương lại ở trong tối. Thế nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Quân nhíu mày, ngươi không nói chuyện thật à? Trong bóng tối vẫn không có lời đáp lại. Diệp Quân lạnh nhạt nói, tùy ngươi vậy. Nói rồi hắn đi vào tiểu tháp. Mẹ nó chứ. Ngươi không nói chuyện thì không nói. Dù sao hắn cũng không vội. Hắn vội cái quái gì? Tu luyện trong tiểu tháp, hắn cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa bên ngoài có nhiều thế lực đang tìm hắn như thế. Hắn tin hắn bị nhốt ở đây, các thế lực đó chắc chắn còn vội hơn hắn. Sau khi vào trong tiểu tháp, Diệp Quân tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn đấu với đối phương, xem ai có thể nhẫn nhịn được lâu hơn. Dù sao 10 năm ở tháp bằng một ngày ở bên ngoài, hắn không hề hoảng sợ, hắn có rất nhiều thời gian hoang phí, cho dù cuối cùng đối phương không xuất hiện, hắn cũng không sợ vì hắn tin khu vực cổ hoang, nhà họ thần và chủng thần điện gì đó chắc chắn sẽ đến tìm hắn. Quả nhiên sau khi Diệp Quân bị vây khốn trong đó, các thế lực bên ngoài đó đều điên cuồng tìm kiếm Diệp Quân. Trên một đỉnh núi, Thần Tuyết cầm một quyển trục, cuốn quyển trục này ghi chép lại tất cả những chuyện xảy ra khi Diệp Quân đến thời đại cũ. Sau khi đọc xong, Thần Tuyết lặng thinh một lúc lâu, sau đó nhìn một ông lão áo đen trước mặt, giờ hắn đang ở đâu? Ông lão áo đen nói, tai mắt của chúng ta nói hắn đi theo cô bé đó vào Hắc Tử Vực. Thần Tuyết nhíu mày, Hắc Tử Vực ư? Ông lão áo đen gật đầu, đúng thế. Thần Tuyết hơi ngờ vực, hắn đến nơi đó làm gì? Ông lão áo đen lắc đầu, không biết. Nói đến đây ông lão do dự một chốc, sau đó lại nói, hơn nữa hình như hắn bị nhốt trong Hắc Tử Ngục. Gì cơ? Thần Cố bên cạnh Thần Tuyết bỗng nói, hắn đi vào Hắc Tử Ngục sao? Ông lão áo đen gật đầu, ừ. Chết tiệt! Thần Cố tức giận nói, sao hắn lại chạy vào Hắc Tử Ngục vậy? Mẹ kiếp! Sắc mặt Thần Tuyết cũng hơi khó coi, cô ta không ngờ Diệp Quân lại bị nhốt trong Hắc Tử Ngục. Nhưng điều khiến cô ta nghi ngờ là sao Diệp Quân lại đi vào nơi đó. Thần Cố bỗng nói, hắn chết chưa? Ông lão áo đen lắc đầu, không biết. Thần Cố sầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Thần Tuyết bỗng nói, đại trưởng lão, có thể đại diện cho nhà họ thần nói chuyện với vị kia ở Hắc Tử Ngục không? Thần Cố lắc đầu, chúng ta không có tư cách, phải là tộc trưởng đích thân ra mặt, nhưng tộc trưởng. Thần Tuyết trầm giọng nói, đi tìm tộc trưởng. Thần Cố ngạc nhiên nhìn Thần Tuyết. Thần Tuyết nói, nếu không cứu hắn, truyền thừa thần nhất sẽ rơi vào tay người đó. Thần Cố sầm mặt, mẹ kiếp, chuyện gì đây chứ? Muốn cướp đồ của tên khốn này còn phải cứu tên khốn này trước. Hắc Tử Vực. Sắc mặt Thần Tuyết tương đối nghiêm trọng, cô ta không ngờ Diệp Quân lại đi tới nơi đó. Có thể nói Hắc Tử Vực là một nơi cấm kỵ trong thời đại cũ. Bởi vì một cường giả đáng sợ tám phần thần tính đã từng rơi xuống đó. Tám phần thần tính. Không thể không nói, điều này quá khủng khiếp, phải biết rằng hiện nay trong các thế lực lớn, số cường giả đạt tới tám phần thần tính cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là nhà họ thần, cũng chỉ có chưa đến 10 cường giả đạt tới tám phần thần tính. Hơn nữa, cường giả tám phần thần tính từng rơi xuống Hắc Tử Vực cũng không phải là cường giả tám phần thần tính bình thường. Chẳng lẽ đối phương cũng có hứng thú với truyền thừa của thần nhất trên người Diệp Quân? Thần Tuyết nhíu chặt mày. Dù sao cũng phải đi nói chuyện một lát. Nhà họ thần quyết tâm lấy bằng được cuốn sổ ghi chép của thần nhất trên người Diệp Quân. Thần Tuyết và Thần Lăng lập tức đi về phía Hắc Tử Vực. Ở một diễn biến khác, Bắc Tề Vương cũng nhận được tin tức Diệp Quân đã đi đến Hắc Tử Vực. Hắn bị điên rồi sao? Sắc mặt Bắc Tề Vương hơi khó coi. Ngay cả lão ta cũng không dám tùy tiện đặt chân đến Hắc Tử Vực. Nhưng lão ta không ngờ rằng Diệp Quân lại quang minh chính đại đến đó. Ngầu vậy sao? Bắc Phong ở bên cạnh Bắc Tề Vương cũng hơi khó tin, sao Diệp công tử lại đi tới nơi đó? Bắc Tề Vương lắc đầu, không biết. Dường như nghĩ tới điều gì đó, lão ta cau mày nói, e rằng cuốn sổ ghi chép trên người hắn sắp rơi vào tay người kia. Bắc Phong hơi khó hiểu. Người kia đã rơi xuống đó rồi, còn lấy cuốn sổ ghi chép làm gì? Bắc Tề Vương bình tĩnh nói,
nếu đối phương có thể đạt tới 9 phần thần tính thì muốn khôi phục tự thân chắc không thành vấn đề. Bắc Phong im lặng. Trên thực tế, 9 phần thần tính đã là giấc mộng xa vời của rất nhiều cường giả hàng đầu. Bao gồm cả ông ta và Bắc Tề Vương trước mặt. Bắc Tề Vương đã bị mắc kẹt ở cảnh giới 7 phần thần tính không biết bao nhiêu vạn năm. Sắc mặt Bắc Tề Vương u ám, tuy rằng lão ta cũng muốn Diệp Quân chết, nhưng lại không hy vọng cuốn sổ kia rơi vào tay người khác. Lão ta có thể tiến thêm một bước được hay không còn phụ thuộc vào việc có lấy được cuốn sổ đó hay không. Bắc Tề Vương đột nhiên nói, đi đến Hắc Tử Vực. Nói xong, lão ta dẫn theo Bắc Phong biến mất tại chỗ. Bên trong tiểu tháp, khoảng thời gian này, Diệp Quân vẫn luôn không ngừng tu luyện kiếm kỹ của mình. Bây giờ hắn có thể thực hiện liên tục 3 lần thời không tuế nguyệt chồng chéo. Loại kiếm kỹ đủ để tạo ra sự uy hiếp khi đối phó với cường giả 6 phần thần tính, nhưng lại không có sức uy hiếp đối với cường giả 7 phần thần tính. 7 phần thần tính. Đây là trở ngại mà trước mắt hắn không có cách nào vượt qua. Hắn cũng không quá nóng vội, bởi vì hắn tiến bộ đã đủ nhanh, nếu càng nhanh hơn nữa thì không phải chuyện tốt. Vì vậy, hắn không cố ý nâng cao cảnh giới và kiếm đạo của mình. Tuy nhiên, kiếm kỹ lại có thể nâng cao. Tu luyện không quan tâm thời gian, chớp mắt đã qua 10 năm, lúc này Diệp Quân vẫn chưa thể thực hiện được kiếm kỹ thời không tuế nguyệt chồng chéo 4 lần. Bởi vì hắn phát hiện cơ thể hắn không thể nổi việc thực hiện 4 lần liên tục thời không tuế nguyệt chồng chéo. Không chỉ cơ thể xác thịt không chịu đựng nổi mà thần hồn cũng không có cách nào chịu đựng. 3 lần là cực hạn trước mắt của hắn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, uy lực của kiếm kỹ thời không tuế nguyệt chồng chéo của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, hắn phát hiện ra rằng nếu hắn dung hợp với Ngao Thiên Thiên thì có thể dễ dàng thực hiện 4 lần thời không tuế nguyệt chồng chéo. Nói cách khác, có Ngao Thiên Thiên thì có thể đảm bảo tăng thêm được 1 lần. Lại 10 năm nữa trôi qua. Lúc này, mặc dù Diệp Quân vẫn không có cách nào đạt tới thời không tuế nguyệt chồng chéo 4 lần, nhưng thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm và kiếm kỹ thời không tuế nguyệt chồng chéo của hắn đã đạt đến cực hạn. Bây giờ, cho dù không có kiếm Thanh Huyên thì hắn cũng tự tin có thể đánh bại cường giả 6 phần thần tính. 20 năm. Trên một tảng đá, Diệp Quân ngồi khoanh chân trên mặt đất, chậm rãi mở mắt ra, hắn lắc đầu mỉm cười, không thể không nói, thời gian của lần tu luyện này thật sự trôi qua quá nhanh. 20 năm đối với hắn như một cái chớp mắt. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong một đám mây bên phải có một luồng khí tức đáng sợ quét tới bốn phía như thủy triều. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó vui mừng. Ngao Thiên Thiên, thân hình Diệp Quân rung chuyển, bay tới gần đám mây. Trên đám mây, Ngao Thiên Thiên chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt lóe lên một tia sáng vàng, sau đó, một luồng uy lực của rồng đáng sợ tuôn trào từ trong cơ thể cô ấy, bỗng chốc, toàn bộ biển mây cuộn trào. Cảnh giới nhân đạo. Hôm nay Ngao Thiên Thiên mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, hơi chói mắt và lộng lẫy, cộng với khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy thực sự là mỹ nhân hiếm có trên đời. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Quân nở nụ cười. Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quân, khóe miệng hơi nhếch lên, chúng ta so tài một lát nhé. Diệp Quân bật cười, hắn đột nhiên ôm nhẹ Ngao Thiên Thiên, sau đó cúi người hôn vào môi cô ấy. Ngao Thiên Thiên sững sờ, đầu óc trống rỗng. Dần dần, cơ thể cô ấy từ từ mềm nhũn, hai tay ôm lấy eo của Diệp Quân. Một lúc lâu sau, Diệp Quân mới buông Ngao Thiên Thiên ra, lúc này gò má của Ngao Thiên Thiên đỏ bừng, vô cùng xinh đẹp. Trong lòng Diệp Quân gợn sóng, nhưng hắn vẫn rất lý trí, bây giờ chơi trò này không thích hợp lắm. Diệp Quân kéo Ngao Thiên Thiên đi dạo giữa những đám mây. Hai người cứ bước đi như vậy, yên tĩnh hiếm có. Rõ ràng Ngao Thiên Thiên cũng thích cảm giác này, cô ấy nắm lấy tay Diệp Quân, dựa đầu vào vai hắn. Rất ấm áp, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, khi nào chúng ta quay lại hệ Ngân Hà? Hệ Ngân Hà. Diệp Quân quay đầu nhìn Ngao Thiên Thiên, muội muốn đến đó à? Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, ta muốn đi chơi. Cô ấy thích hệ Ngân Hà hơn việc cứ chém chém giết giết ở đây. Diệp Quân khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, nói thật, hắn cũng muốn trở về. Nơi đó có rất nhiều thứ để chơi đùa. Nghĩ đến đây, Diệp Quân cười nói, giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ quay về một chuyến.
Ngao Thiên Thiên chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, thật đấy, đợi sau khi mẹ ta đến, chúng ta tiếp quản nơi này. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, còn vũ trụ kiếp. Diệp Quân im lặng. Vũ trụ kiếp. Dĩ nhiên là hắn không quên chuyện này. Chân tỷ. Chân tỷ vẫn đang trấn áp vũ trụ kiếp. Còn cả ác đạo. Diệp Quân thấp giọng thở dài. Ngao Thiên Thiên mỉm cười nói, không vội, tương lai còn dài. Diệp Quân nắm chặt tay Ngao Thiên Thiên, định hứa gì đó, nhưng khi lời vừa tới miệng mới phát hiện, tương lai có quá nhiều chuyện chưa xác định được, bản thân hắn cũng không đủ tự tin để xử lý tốt mọi việc. Nhìn thấy vẻ mặt ưu sầu của Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên vội vàng chuyển đề tài, cường giả thần bí bên ngoài vẫn chưa liên lạc với huynh sao. Diệp Quân lắc đầu, chưa. Nói thật, hắn cũng hơi tò mò. Bởi vì 20 năm nay, đối phương không hề liên lạc với hắn dù chỉ một lần. Không đúng, Diệp Quân đột nhiên bừng tỉnh, mặc dù đã 20 năm trôi qua ở đây, nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua 2 ngày mà thôi. Diệp Quân nói, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, hắn dẫn theo Ngao Thiên Thiên rời khỏi tiểu tháp. Lúc này, hắn vẫn đang ở trong một thế giới tối đen như mực, không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì, xung quanh im lặng như tờ. Vẫn là nơi ma quái này. Diệp Quân vung tay áo, một luồng kiếm quang xuyên qua không khí, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Biến mất. Diệp Quân cau mày. Ngao Thiên Thiên liếc nhìn xung quanh nói, thử dung hợp xem nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Ngao Thiên Thiên hóa thành một đạo kiếm quang, tiến vào trong cơ thể Diệp Quân, bỗng chốc, hai mắt Diệp Quân mở to, tràn đầy vẻ phấn khích. Cảnh giới nhân đạo. Thời điểm này, cảnh giới của hắn đột nhiên tăng tới cảnh giới nhân đạo. Lúc này, hắn có cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh vô hạn. Cảm giác vô địch. Đúng vậy, khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được bản thân mình vô địch. Hắn không ngờ sau khi Ngao Thiên Thiên nâng cao cảnh giới lại đáng sợ như vậy. Bất ngờ. Thật bất ngờ. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu, lúc này đáy mắt tràn đầy sự tự tin, hắn vung tay chém ra một nhát kiếm. Tuế Nguyệt chồng chéo. Hắn thực hiện thời không Tuế Nguyệt chồng chéo 4 lần dễ như trở bàn tay. Khi kiếm xuất ra, thời không đen kịt trước mặt đột nhiên bị xé toạc thành một vết rách, thấy vậy Diệp Quân vui mừng khôn xiết, nhưng trong nháy mắt, lông mày của hắn cau lại, bởi vì vết rách đó lập tức biến mất, xung quanh lại tối đen như mực. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám, hắn lại một lần nữa vung kiếm, thời không trước mặt lại bị xé rách, nhưng vết rách lại biến mất trong tích tắc. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu, rồi liếc nhìn xung quanh, hắn biết thực lực của mình không đủ phá vỡ thời không nơi này. Điều này khiến hắn hơi khiếp sợ và kinh ngạc, với thực lực hiện giờ của hắn cộng thêm sự dung hợp cùng Ngao Thiên Thiên, thế mà lại không thể phá vỡ nơi này, đúng là một nơi không đơn giản. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, kiếm Thanh Huyên. Diệp Quân lắc đầu cười nói, kiếm Thanh Huyên đi rồi. Ngao Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, đi rồi sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Ngao Thiên Thiên do dự, rồi nói, mượn lại lần nữa. Diệp Quân lắc đầu, thôi bỏ đi. Kiếm Thanh Huyên rời đi vì muốn hắn tự mình giải quyết những rắc rối trước mắt, lúc này mà mượn lại thì đúng là không hiểu chuyện. Diệp Quân nhìn xung quanh, nói ta sẽ thử lại. Nói xong, hắn từ từ nhắm mắt. Bùm! Ngay lập tức, sức mạnh của hai loại huyết mạch trong cơ thể hắn được kích hoạt. Sau khi sức mạnh hai huyết mạch được kích hoạt, khí tức trên người Diệp Quân điên cuồng tăng vọt, Diệp Quân từ từ mở mắt ra, không hề do dự, tay cầm lấy kiếm ý vô địch chém về phía trước. Vèo! Thời không trước mặt hắn ngay lập tức bị xé toạc, xuất hiện một vết rách. Cùng với sự xuất hiện của vết rách này, Diệp Quân nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì vết rách đã phục hồi trở lại. Diệp Quân không nản lòng, điên cuồng vung kiếm. Bên ngoài, Thần Tuyết và Thần Lăng cũng đến Hắc Tử Vực. Ở đây, họ đã gặp Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nhị Nha khẽ liếc nhìn hai người Thần Tuyết, không nói gì cứ thế tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Thần Tuyết cũng hơi cảnh giác với Nhị Nha và Tiểu Bạch. Cô bé trước mặt là một con ác thú, cô ta không dám coi thường. Thần Lăng nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch với đôi mắt đầy tham lam. Nhìn thấy ánh mắt của Thần Lăng, Tiểu Bạch ngay lập tức vùng vẫy bàn chân nhỏ của mình. Thần Lăng không hiểu gì. Nhị Nha bình tĩnh nói, nó nói ngươi nhìn gì mà nhìn.
Thần Lăng hơi nheo mắt lại, linh tổ. Nhị Nha khẽ liếc nhìn Thần Lăng, sau đó gật đầu, đúng vậy, người muốn cướp không? Nói đến đây, cô bé chợt trở nên phấn khích, muốn bị cướp, muốn cướp không? Thần Lăng sững sờ, thẳng thắn vậy sao? Thành thật mà nói, ông ta cũng có ý nghĩ này. Linh tổ đấy. Phải biết rằng, dù là nhà họ Thần cũng không có linh tổ, nếu lấy được nó về. Nghĩ đến đây, Thần Lăng chậm rãi nắm chặt tay phải của mình. Nhưng lúc này, Thần Tuyết đột nhiên nói, đại trưởng lão. Thần Lăng quay lại nhìn Thần Tuyết, cô ta lắc đầu. Thần Lăng im lặng. Thần Tuyết ngước nhìn Nhị Nha ở phía xa, ánh mắt nghiêm túc, bởi vì cô ta phát hiện khi cô bé trước mặt nói chuyện cướp giật, không những không sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng phấn khích, như thể rất háo hức muốn có người tới cướp. Lúc này, Thần Lăng cũng phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, bởi vì cô bé trước mặt khiến ông ta cảm nhận được mối nguy hiểm. Hơn nữa, ông ta không cảm nhận được cảnh giới của cô bé. Vẻ mặt của Thần Lăng cũng hơi nghiêm trọng. Nhị Nha đột nhiên nói, các người không định cướp nữa sao? Nói xong, cô bé liếc nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiểu ý, vội vàng lấy ra một đại ấn màu vàng sậm, đại ấn này vừa được lấy ra, toàn bộ tinh hà lập tức trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Thần Tuyết và Thần Lăng bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhị Nha nghiêm túc nói, các người có cướp không? Hai người. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nhị Nha, Thần Tuyết hơi do dự, rồi nói, bọn ta không phải loại người đó. Nhị Nha chớp mắt, không đáp lời. Tiểu Bạch nâng đại ấn màu vàng lên, vùng vẫy. Thần Tuyết. Thần Lăng nhìn Tiểu Bạch và Nhị Nha trước mặt, sắc mặt u ám, không biết đang nghĩ gì. Nói thật, ông ta rất muốn cướp, nhưng trực giác nói cho ông ta biết chuyện này không hề đơn giản như vậy, cho nên ông ta không dám liều lĩnh. Thần Tuyết đột nhiên nói, các ngươi có ở cùng với Diệp Quân không? Thấy hai người họ không ra tay, Nhị Nha hơi thất vọng, cô bé bảo Tiểu Bạch cất đại ấn, rồi liếm kẹo hồ lô, không trả lời câu hỏi. Thần Tuyết nhìn về phía xa, rồi nói, Diệp công tử đã bước vào khu di tích đó rồi sao? Nhị Nha gật đầu, các ngươi đến đây để tìm hắn à? Trầm Tuyết trầm giọng nói, hắn vẫn còn sống chứ? Nhị Nha nói, còn sống. Thần Tuyết hơi khó hiểu, ngươi không đi cứu hắn sao? Nhị Nha bình tĩnh nói, không ai có thể giết hắn. Cuồng vọng. Thần Lăng ở bên cạnh cười khẩy, ngươi cho rằng hắn là ai? Không ai có thể giết hắn ư? Nhị Nha khẽ liếc nhìn Thần Lăng, ngươi thử xem. Thần Lăng nhìn chằm chằm Nhị Nha, đang định nổi giận thì Thần Tuyết ở bên cạnh đột nhiên cười nói, tiểu cô nương, tại sao ngươi lại nói không ai có thể giết được hắn? Nhị Nha bình tĩnh nói, bởi vì hắn là người nhà họ Dương bọn ta. Nhà họ Dương. Thần Tuyết hơi nghi hoặc, nhà họ Dương. Nhị Nha gật đầu, cô bé liếc nhìn Thần Tuyết, chưa nghe nói đến à? Thần Tuyết gật đầu, quả thực chưa từng nghe nói đến. Nhị Nha hờ hững đáp, chưa nghe nói thì thôi. Thần Tuyết cười nói, thế lực mạnh như vậy, sao chưa từng nghe ai nhắc đến chứ? Nhị Nha bình tĩnh nói, bởi vì những người giỏi đánh đấm nhất trong nhà họ Dương không có hứng thú chơi ở các vòng cấp thấp. Thần Lăng cười khẩy, vòng chơi cấp thấp ư, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày là gì, người biết. Mẹ kiếp! Nhị Nha bất ngờ lao về phía trước, tung nắm đấm về phía Thần Lăng. Bùm! Ngay lập tức, Thần Lăng bị đánh bay ra xa hàng vạn trượng. Sau khi bị đánh bay, Thần Lăng choáng váng. Ông ta nhìn Nhị Nha với vẻ hoài nghi, ngươi. Ông ta không ngờ cô bé trước mặt lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ như vậy, một nắm đấm đã khiến ông ta bay xa. Thần Tuyết cũng hơi kinh ngạc, trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhị Nha khẽ liếc nhìn Thần Lăng, ngươi còn dám khinh thường ta thì ta sẽ đánh chết ngươi. Thần Lăng điên tiết, đã khi nào ông ta bị đe dọa như thế này đâu. Ông ta đang định đáp lời, nhưng bị Thần Tuyết ngăn lại. Thần Tuyết thông qua truyền âm nói, đại trưởng lão, cuốn sổ ghi chép mới là quan trọng nhất. Cuốn sổ ghi chép. Thần Lăng hít một hơi thật sâu, kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Nhị Nha, không nói gì. Thần Tuyết nhìn Nhị Nha, mỉm cười nói, cô nương, người có biết phía trước là nơi nào không? Nhị Nha bình tĩnh đáp, ta không biết. Thần Tuyết trầm giọng nói, phía trước là Hắc Tử Vực, nơi này từng là địa bàn của đế chủ Hắc Tử.
Nhị Nha nhẹ nhàng nói, ồ. Thần Tuyết sửng sốt, người từng nghe nói đến đế chủ Hắc Tử chưa? Nhị Nha lắc đầu, chưa. Thần Tuyết im lặng, cô ta cảm thấy hơi bất thường, người này lại chưa từng nghe nói đến đế chủ Hắc Tử. Phải biết rằng, trong giới cao thủ thời đại cũ, không ai không biết đến đế chủ Hắc Tử, người từng được mệnh danh là cường giả bát cảnh mạnh nhất. Cường giả bát cảnh cũng chính là cường giả tám phần thần tính. Đáng tiếc không biết vì sao sau đó lại rơi xuống nơi này, cho nên tinh vực này trở thành Hắc Tử vực. Nhị Nha đột nhiên nói, các ngươi đến đây để tìm tiểu quân tử à? Thần Tuyết thu hồi suy nghĩ của mình, gật đầu, đúng vậy. Nhĩ Nhã bình tĩnh nói, ngươi tìm tiểu quân tử làm gì? Hắn rất nghèo, không có gì để cướp đâu, nếu muốn cướp thì tốt nhất là cướp của hai bọn ta. Tiểu Bạch cũng gật đầu lia lịa. Bọn họ thực sự rất muốn bị cướp. An Nam Tịnh đã từng dặn dò, không thể tùy tiện cướp đồ của người khác, đặc biệt là người tốt, chẳng những không thể cướp mà còn phải giúp đỡ họ. Nhưng nếu ngươi ra tay trước thì ngại quá. Ngươi sẽ bị họ gán cho cái danh kẻ xấu. Mà chỉ cần là kẻ xấu thì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Thần Tuyết liếc nhìn hai tên trước mặt, im lặng một lúc lâu, cô ta nói, tại sao các ngươi lại muốn bọn ta cướp đồ của các ngươi như vậy? Nhị Nha chớp mắt, biểu hiện của ta rất rõ ràng sao? Thần Tuyết hơi đau đầu, biểu hiện của ngươi còn không rõ ràng à? Nhị Nha nhíu mày, quay đầu nhìn Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó vùng vẫy bàn chân nhỏ. Thần Tuyết hơi hiếu kỳ, nó đang nói gì thế? Nhị Nha bình tĩnh đáp, nó nói nhìn ngươi cũng không ngốc lắm. Thần Tuyết, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cười tâu toét với Thần Tuyết, hơi ngượng ngùng. Thần Tuyết không nói nên lời, cô ta phát hiện tính cách của hai tên này đúng là trẻ con, lúc này cô ta cũng nghĩ đến một chuyện, đó là bên cạnh Diệp Quân lại có một con linh tổ và một con ác thú. Người có thể khiến một con linh tổ và một con ác thú đi theo thì chắc chắn không hề đơn giản. Thần Tuyết liếc nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, cười nói, trong nhà họ Dương các người, ai là người giỏi đánh đấm nhất? Nhị Nha suy nghĩ rồi nói, chắc chắn là Dương ca. Thần Tuyết cười nói, tại sao? Nhị Nha nghiêm túc nói, Dương ca đánh Tiểu Huyên Tử và Tiểu Quân Tử giống như con trai và cháu trai của mình vậy. Thần Tuyết hơi cau mày, Dương ca. Nhị Nha nói, kiếm chủ Thanh Sam, nghe nói về cái tên này chưa? Thần Tuyết lắc đầu, chưa. Nhị Nha khẽ gật đầu, không nghe nói cũng bình thường, Dương ca đã lâu không tàn sát ai rồi. Thần Tuyết, Thần Lăng đột nhiên nói, nhà họ Dương các ngươi lợi hại như vậy, sao không có chút danh tiếng nào? Nhị Nha liếm viên kẹo hồ lô, rồi nói, ngươi quá ngu ngốc, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Hỗn láo! Thần Lăng tức giận chỉ vào Nhị Nha, ta đã nhẫn nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy. Nhị Nha khẽ liếc nhìn Thần Lăng, lại đây đánh ta nè. Thần Tuyết vẫn muốn ngăn cản, nhưng Thần Lăng đã lao thẳng về phía Nhị Nha. Ông ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Mẹ kiếp, cô bé trước mặt giả vờ quá giỏi. Nhà họ Dương vô địch gì chứ, hôm nay ông ta sẽ cho cô bé thấy nhà họ Thần mới là vô địch. Nhìn thấy Thần Lăng ra tay, vẻ mặt của Nhị Nha vẫn bình tĩnh, khi Thần Lăng lao tới trước mặt, cô bé vung nắm đấm. Rầm rầm, tinh hà sôi sục, Thần Lăng bị đánh bay ra xa hàng vạn trượng, ngay khi ông ta dừng lại, cơ thể bị xé toạc, máu bắn tung tóe. Thần Lăng thầm kinh hoàng. Lúc này ông ta mới ý thức được rằng, cú đấm vừa nãy của cô bé không dùng hết sức lực, ông ta đã đánh giá thấp cô bé trước mặt này rồi. Đúng lúc này, Nhị Nha lại lao tới trước mặt ông ta một lần nữa, ngay sau đó, một nắm đấm nhỏ lao thẳng về phía ông ta. Thần Lăng thầm khiếp sợ, ông ta sử dụng bức tượng thần của mình, nhưng ngay khi bức tượng thần xuất hiện, Nhị Nha đã đấm nó nát vụn thành từng mảnh. Bùm! Cùng với đó, cơ thể của Thần Lăng cũng vỡ nát. Không chỉ vậy, linh hồn của Thần Lăng bị thổi bay hàng vạn trượng, rồi biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thần Lăng ngay lập tức sửng sốt. Đánh chết ông ta chỉ bằng hai cú đấm thôi sao? Sao có thể chứ? Nhị Nha định tấn công tiếp, nhưng lúc này, Thần Tuyết ở bên cạnh vội vàng nói, cô nương, xin hãy nương tay. Nhị Nha liếc nhìn Thần Tuyết, nói ta không. Dứt lời, cô bé vung nắm đấm. Rầm, Thần Lăng đã bị xóa sổ. Khuôn mặt Thần Tuyết cứng đờ.
Nhị Nha mở rộng lòng bàn tay, chiếc nhẫn không gian bay vào trong tay cô bé. Cô bé và Tiểu Bạch liếc nhìn chiếc nhẫn, sau đó hai người cau mày, Nhị Nha hơi bất mãn, sao lại nghèo như vậy chứ? Thần Tuyết. Tiểu Bạch cũng không hài lòng, muốn vứt chiếc nhẫn đi, nhưng Nhị Nha nói có thể đưa nó cho cháu trai. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, tỏ ý đồng ý. Thần Tuyết nhìn Nhị Nha trước mặt với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đồng thời trong lòng rất khiếp sợ, bởi vì cô ta không bao giờ ngờ được rằng cô bé này lại có thể giết chết Thần Lăng chỉ bằng hai cú đấm. Quá khủng khiếp. Phải biết rằng, Thần Lăng là cường giả cảnh giới thần đạo với 6 phần thần tính. Thực lực của cô bé này đáng sợ đến mức nào? Sau khi cất chiếc nhẫn, Nhị Nha không ra tay với Thần Tuyết, trong tình huống bình thường cô bé vẫn có nguyên tắc. Thấy Nhị Nha không ra tay, Thần Tuyết do dự rồi nói, các ngươi cố ý để Diệp công tử đi vào Hắc Tử vực sao? Nhị Nha gật đầu, ừ. Thần Tuyết hơi khó hiểu, tại sao? Nhị Nha nghiêm túc nói, rèn luyện một chút. Rèn luyện. Thần Tuyết cau mày, người có biết nơi này rất nguy hiểm không? Nhị Nha nói, biết chứ, cho nên mới để hắn đi vào trong. Thần Tuyết do dự nói, người không sợ hắn sẽ chết sao? Nhị Nha lắc đầu, không sợ. Thần Tuyết khó hiểu, tại sao? Nhị Nha nghiêm túc nói, hắn có người hộ đạo. Thần Tuyết trầm giọng nói, đế chủ Hắc Tử rất mạnh. Nhị Nha khẽ liếc nhìn Thần Tuyết, nói, ồ. Thần Tuyết cạn lời. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Tử vực, không biết cô bé nhìn thấy gì đột nhiên nhíu chặt mày, đồng thời ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng sâu xa. Diệp Quân đứng trong Hắc Tử vực, không ngừng múa may ý kiếm trong tay. Khi kích hoạt hai loại sức mạnh huyết mạch và dung hợp cùng Ngao Thiên Thiên, uy lực của thanh kiếm đã đạt đến trình độ khủng bố, chỉ cần vung lên là khiến thời không vỡ nát. Chẳng mấy chốc, thời không đã chi chít những lỗ hổng với ánh sáng trắng rọi vào. Nhưng chỉ một khắc sau, chúng lại khôi phục nguyên trạng như chưa có gì xảy ra. Diệp Quân không từ bỏ, đứng đó chém một ngày một đêm nhưng vẫn không làm được gì thời không nơi này. Hắn dừng lại khi phát hiện mình đang trở nên cáu kỉnh, lại nhờ có huyết mạch phong ma mà càng bực bội, cuối cùng đánh mất lý trí. Thế là hắn lập tức dừng lại, không dám rút kiếm nữa. Bốn bề lập tức trở nên yên tĩnh như một nấm mồ. Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, quanh người là sức mạnh huyết mạch sôi trào cuồn cuộn. Một hồi sau mới dần lắng xuống. Hắn mở mắt ra khi đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, nhìn xung quanh rồi lắc đầu cười. Không ngờ nơi này đáng sợ đến vậy, tới nỗi hắn dùng hết mọi tuyệt chiêu mà cũng chịu bó tay. Chẳng lẽ mình cứ chịu bị nhốt ở đây? Hắn nhíu mày thật chặt. Ngao Thiên Thiên bỗng lên tiếng, huynh thử dùng kiếm vực xem. Kiếm vực. Diệp Quân im lặng một hồi rồi gật đầu, được. Hắn nhắm mắt lại, gọi kiếm vực xuất hiện, nhưng chỉ một khắc sau, hắn như bị trúng đòn mà liên tục lùi lại, miệng phun máu tươi. Làm hắn không khỏi hoảng sợ. Ngao Thiên Thiên cuống quýt, huynh sao vậy? Diệp Quân, kiếm vực của ta vừa xuất hiện đã vỡ rồi. Ngao Thiên Thiên thắc mắc, sao lại thế được? Diệp Quân nhìn xung quanh, có lẽ nơi này cũng là vực, mà của ta không mạnh bằng nên bị bài xích. Hắn vươn tay phải ra, chậm rãi cảm nhận bốn phía. Dần ra, hắn càng dám chắc nơi đây cũng là vực. Hắn đang ở trong vực của ai đó. Nhưng của ai? Mà lại mạnh đến vậy? Diệp Quân sa sầm mặt khi đứng trước một vực lớn thế này, khiến hắn không biết phải làm gì. Đã vậy đối phương còn chưa ra tay. Bằng không thì hắn căn bản không phải đối thủ. Khi sức mạnh của đối phương đã vượt xa hắn. Nghĩ đến đây, hắn nhìn xung quanh với vẻ phức tạp. Hắn thật sự cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao, khi vực này không phải thứ hắn có thể phá vào lúc này. Đã vậy đối phương còn chưa ra tay, bằng không thì hắn căn bản không phải đối thủ. Tuy không cam nhưng đây là sự thật. Đôi khi không phải cố gắng là có thể làm nên mọi chuyện. Thực tế thường tàn nhẫn, có khi nỗ lực cả đời nhưng chỉ đổi lại hai bàn tay trắng. Diệp Quân bỗng cười lên, tiền bối, ta không phải đối thủ của người. Ta xin thua, hắn vừa dứt lời, kiếm ý vô địch trong người bỗng tuôn trào, lan tràn bốn phía. Nó đã lột xác, kiếm ý lan tràn như thủy triều, trở thành đại dương bao phủ thời không. Ý như thủy triều, Diệp Quân nhắm mắt lại.
kiếm ý xung quanh hóa thành những chuôi kiếm bay đi. Kiếm ý sinh linh. Nếu nói về cảnh giới thì nó tương đương với thần đạo cảnh, tức là kiếm ý của hắn đã sinh ra thần tính của mình. Trong tinh không, có hai người đang quan sát hắn. Là kiếm chủ nhân gian và cô gái váy trắng. Kiếm chủ nhân gian thì thầm, thần tính. Cô gái im lặng quan sát, không ra tay ngăn cản. Không có thần tính thì làm sao có nhân tính? Nhân tính chân chính là đã có thần tính nhưng vẫn giữ được nhân tính, giữ được bản tâm, giữ được chính mình. Nhân tính mà không trải qua thần tính cũng là vô nghĩa. Ta từng đạt đến đỉnh cao tột cùng nhưng vẫn cam nguyện trở lại làm một người bình thường, chứ không phải vì ta vốn tầm thường. Đây là một trong những nguyên nhân mà thần nhất muốn có được 10 phần thần tính. Chỉ có người hoàn toàn tiến vào thần tính rồi trở về với nhân tính mới xem như thành công. Tiếc rằng ông ta đã thất bại. Cô gái váy trắng không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhìn Diệp Quân toát ra vẻ lo lắng. Những đạo lý trên, bà ấy đều hiểu. Nhưng Diệp Quân chưa chắc đã hiểu. Vào lúc này, hắn cần tự tỉnh ngộ, tự thức tỉnh. Chỉ có thức tỉnh được bản thân, người mới chính là ngươi. Thần tính. Khi Diệp Quân nhận ra kiếm ý của mình sinh ra thần tính thì kinh hãi vô cùng. Sao lại thế được? Bởi hắn vốn không thể nào tu luyện được thần tính. Thế là hắn bắt đầu áp chế kiếm ý, nhưng vừa làm vậy thì cảm nhận được nó đang phản kháng. Chống đối à? Diệp Quân ngẩn người. Chuyện gì thế này? Kiếm ý vô địch chưa từng chống đối hắn, ngoại trừ lúc này. Cảm xúc đầu tiên của Diệp Quân là phẫn nộ vô cùng. Cảm giác như thằng con nhà mình đang cãi lời vậy. Đương lúc hắn chuẩn bị ra tay trấn áp nó, một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu. Hắn lấy tư cách gì để làm vậy? Kiếm ý là của hắn, có thể nói như con hắn, bây giờ thì như một đứa con ngỗ nghịch à không, một đứa con bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình. Trẻ con lớn lên sẽ có vô vàn suy nghĩ. Không thể nào sống dựa theo ý muốn của một người được. Diệp Quân rơi vào im lặng. Rồi thử liên lạc với kiếm ý vô địch. Thấy hắn không ra tay trấn áp nữa, kiếm ý cũng bình tĩnh lại rồi xuống xít quanh hắn như muốn nói gì. Một hồi sau, hắn lại tiếp tục im lặng. Kiếm ý vô địch đang rất vui. Nó rất thích cảm giác hiện tại. Sau khi nhập thần, nó đã không chỉ là kiếm ý mà đã sinh ra linh trí, giống như một sinh mệnh mới. Thậm chí không cần phụ thuộc vào Diệp Quân nữa. Nhưng vì nó sinh ra từ ý niệm và tâm niệm của hắn, cho nên tuy cảnh giới có cao hơn thì hắn vẫn có thể dễ dàng phá hủy nó. Có Diệp Quân mới có kiếm ý vô địch. Nếu tín niệm của hắn sụp đổ, nó cũng sẽ thành hư vô. Sau một hồi nói chuyện, Diệp Quân mới thì thầm, thần tính thì thần tính. Cho dù có nhập thần tính, ta tin ta vẫn sẽ là ta. Được hắn cho phép, kiếm ý vô địch thả từng tia kiếm quang bắn lên cao, xé rách thời không. Để ánh sáng trắng tràn vào. Lại thăng cấp. Trong tinh không, cô gái váy trắng lộ ra một nụ cười nhạt. Nếu Diệp Quân trấn áp kiếm ý vô địch thì nó sẽ không làm được trò trống gì, nhưng hắn cũng sẽ phải vất vả hơn nhiều. Nhân tính ư. Đó là mục tiêu của hắn, nhưng nhân tính mà không trải qua thần tính cũng là vô nghĩa. Diệp Quân bây giờ có thể không hiểu đạo lý này, nhưng hắn tin rằng cho dù có nhập thần tính, hắn vẫn sẽ là hắn. Đạo tâm càng thêm cứng cỏi. Vì vậy uy lực của kiếm ý cũng tăng lên. Diệp Quân cảm nhận kiếm ý vô địch dâng trào khắp hắc vực rồi mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lại có nhiều người theo đuổi thần tính đến vậy. Vì nó mạnh, kiếm ý vô địch lần này đã lột xác hoàn toàn so với trước kia. Cảm giác mạnh lên này làm hắn thích chí vô cùng. Chúc mừng! Một giọng nói chợt vang lên. Một luồng sáng trắng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Bên trong là một cô gái ngồi xếp bằng trong cánh cửa. Cô gái mặc áo bào đen, tóc trắng toát xõa ngang vai, hai tay giấu trong ống tay áo. Bà ấy đang nhìn hắn. Diệp Quân biết đây là chủ nhân của vực nơi này, bèn ôm quyền tiền bối. Cô gái hỏi hắn, kiếm ý đã vào thần đạo cảnh, vì sao phải áp chế? Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, trưởng bối trong nhà từng dạy ta nên đi theo nhân tính, không phải thần tính. Cô gái im lặng một hồi lâu, cảnh giới của họ là gì? Diệp Quân chần chừ, họ nói họ không tu cảnh giới. Cô gái nhíu mày, đi theo đường khác. Diệp Quân thắc mắc, nghĩa là thế nào? Cô gái, tu theo đạo riêng của mình, tu chính mình.
Diệp Quân, 10 phần thần tính. Cô gái bất ngờ bật cười rồi lắc đầu. Diệp Quân càng không hiểu gì. Cô gái đưa tay chỉ vào đầu mình, là chính mình, hiểu chưa? Diệp Quân im lặng hồi lâu, ta tu thần tính và nhân tính như hiện nay cũng là đi trên đường của người khác, đúng không? Cô gái tỏ ra ngạc nhiên trước ngộ tính của hắn. Hắn lại hỏi, nhưng trưởng bối nói chưa từng có ai tu nhân tính. Cô gái có, nhưng không thành công. Diệp Quân chớp mắt, khó lắm sao? Cô gái, lấy ví dụ đơn giản, có người biết làm chuyện này là sai nhưng vẫn phạm vào lỗi sai đó. Diệp Quân, ví dụ như... Cô gái nhàn nhạt đáp, tự thủ dâm. Diệp Quân ngẩn ra. Cô gái, rất nhiều phàm nhân biết rằng không thể làm vậy nhưng vẫn cứ làm, vì sao? Vì sung sướng, chỉ cần con người có thể khắc chế bản thân thì sẽ chiến thắng thần tính, trở về nhân tính. Cô ta nhìn Diệp Quân, nhưng có rất ít người có thể làm được, người cho rằng. Diệp Quân vội chen vào, tháp gia có thể làm chứng, ta không làm ba chuyện ấy. Tiểu tháp. Thật ra thì Diệp Quân đang cảm thấy có phần xấu hổ. Nhất là khi vị nữ tiền bối này lại thốt ra ba chữ kia đến là lãnh đạm. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận bà ấy nói rất có lý. Trên đời có những người biết rõ những chuyện không thể làm, nhưng rồi vẫn làm. Vì sao? Vì dục vọng. Vì tham niệm. Ai có thể khắc chế hai thứ ấy? Hắn làm được không? Diệp Quân thở dài trong lòng. Cô gái lại nói, trưởng bối nhà ngươi là người rất giỏi, nhưng lại đặt ra cho người một mục tiêu quá xa vời mà ngươi của hiện tại không thể với tới. Nhưng cũng không sao, người có ngộ tính cao như ngươi lại biết không nên tự cao tự đại, nên từng bước đi tới đúng là hiếm thấy. Diệp Quân cười đáp, đa tạ tiền bối đã khen tặng. Cô gái, ban đầu ta cho rằng ngươi sẽ tiếp tục phung kiếm, nhưng ngươi cuối cùng đã nhận ra thực tế và đối mặt nó, khiến ta có chút bất ngờ. Diệp Quân, thật ra ta đến đây là để tìm cơ duyên và rèn luyện bản thân, còn phải cảm ơn tiền bối đã nương tay. Cô gái, ta nghe người nhà họ thần bên ngoài nói truyền thừa của thần nhất đang nằm trong tay ngươi. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Cô gái, kể cả quyển sổ ghi chép kia. Diệp Quân cười, phải. Cô gái tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Quân, tiền bối muốn xem qua. Cô gái dương mắt nhìn hắn. Diệp Quân gọi quyển sách cổ kia xuất hiện, đẩy sang cho bà ấy tiền bối xem đi. Đối phương lại không nhận lấy mà hỏi lại, người biết nó là gì không? Diệp Quân gật đầu, ghi chép của thần nhất. Cô gái lắc đầu, người không hiểu ý ta. Diệp Quân chỉ cười, nghe nói trong này có phương pháp tu luyện 10 phần thần tính. Cô gái, vậy mà ngươi còn cho ta xem. Diệp Quân nghĩ ngợi một hồi, với sức mạnh của tiền bối, đừng nói cướp nó đi. Ngay cả giết ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tiền bối không làm vậy. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Cũng chỉ là một quyển sổ mà thôi, tiền bối cứ việc xem. Cô gái nhìn hắn một hồi rồi cười lên, ta hơi thích ngươi rồi đấy. Diệp Quân cong môi đáp lễ. Cô gái nhìn quyển sách một hồi lâu với vẻ phức tạp rồi vươn tay chạm vào nó, đẩy nó về với Diệp Quân. Hắn kinh ngạc. Cô gái mỉm cười, đạo ở trong lòng, không cần cầu cạnh bên ngoài. Diệp Quân im lặng. Cô gái, thần nhất là một nhân vật tài hoa, tiếc rằng lại khốn đốn vì tình. Diệp Quân tò mò, khốn đốn vì tình. Cô gái bật cười, ngươi không biết sao. Diệp Quân lắc đầu, tiền bối thần nhất chỉ để lại truyền thừa cho ta, không nói thêm gì khác. Cô gái, hắn thích một cô gái ở khu vực tiên linh. Nữ tiên linh đó là mỹ nhân bậc nhất ở thời đại của chúng ta. Diệp Quân thắc mắc, còn đẹp hơn tiền bối sao? Cô gái bật cười, người thu kiếm về rồi thì chẳng giống kiếm tu gì cả. Nói ta nghe, người hẳn có nhiều vợ lắm nhỉ? Diệp Quân, cô gái, dễ hiểu thôi. Tuấn tú đẹp trai, thiên phú lại cao, gia thế hẳn cũng vô địch, nhiều vợ là tất nhiên. Diệp Quân cười cười, tiền bối nói ta nghe về khu vực tiên linh đi. Cô gái hỏi lại, ngươi không biết à? Diệp Quân lắc đầu, không. Cô gái tỏ vẻ hoài nghi, lấy bối cảnh gia đình ngươi, làm sao lại không biết? Diệp Quân cười, trưởng bối trong nhà cũng sống kín tiếng, rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Từ cha đến cô váy trắng lẫn ông nội và Tiêu Dao kiếm tu đều không giao thủ với đối thủ kém hơn. Họ không hề có hứng thú với ai, trừ khi đó là cường giả hàng đầu.
Cô gái gật gù, ra là thế. Khu vực tiên linh là một nơi đặc biệt, có tộc tiên linh sinh sống. Bọn họ đặc thù ở chỗ có phương pháp tu luyện khác chúng ta, nhưng đại đạo trăm sông về một biển, mục đích cuối cùng của họ vẫn là thần tính. Diệp Quân, bọn họ và nhà họ thần kia, ai mạnh hơn? Cô gái cười, nếu thần nhất vẫn còn thì nhà họ thần hơn, nhưng bây giờ thì khu vực tiên linh mạnh hơn, rất rất nhiều. Diệp Quân im lặng. Cô gái mỉm cười, năm ấy thần nhất và thánh nữ tiên linh kia chính là một đôi thần tiên quyến lữ. Diệp Quân ngạc nhiên, họ yêu nhau luôn sao? Cô gái gật đầu, đúng vậy, còn có một đứa con. Thần tính của cô váy trắng. Thấy ánh mắt bà ấy lia sang, Diệp Quân vội xua tay, tiền bối đừng nhìn, tuyệt đối không phải là ta. Cô gái cong môi, vì sao? Diệp Quân chần chừ, bọn họ mà có suy nghĩ đó thì không sống lâu đến vậy đâu. Ai bảo cha, cô và ông nội đều chẳng hiền lành gì cho cam. Kiếp trước của hắn chắc chắn là sạch bong kinh kít. Cô gái nhìn hắn với vẻ sâu xa, nhưng cũng không cho rằng thanh niên này đang nói bừa. Trẻ tuổi và yêu nghiệt thế này, cho dù đặt ở khu vực tiên linh cũng sẽ là siêu thiên tài trong thế hệ trẻ. Mà thiên tài dạng này chỉ có thể do một siêu thế lực bồi dưỡng và bảo vệ. Diệp Quân tò mò, họ đã yêu nhau thì vì sao thần nhất tiền bối còn khốn đốn vì tình? Cô gái cười, người đoán thử xem. Diệp Quân hạ giọng, cô gái lựa chọn thần tính. Cô gái gật đầu, phải, cô ta lựa chọn thần tính thuần túy. Ban đầu cô ta vẫn còn nhân tính, nhưng cuối cùng đã tiêu trừ nó vì thần tính. Bà ấy khẽ lắc đầu, thiên phú của cô ta không hề thua kém thần nhất, nhưng thần nhất lại đánh giá thấp quyết tâm theo đuổi đại đạo của cô ta. Vì thế mà hai người cuối cùng lại đi hai đường. Diệp Quân khẽ thở dài. Bỗng nhiên hiểu ra vì sao thần nhất lại lựa chọn binh giải. Người mình yêu thương bỗng trở thành xa lạ, là hắn thì cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, hắn tò mò hỏi thầm trong lòng, tháp gia này, cô váy trắng là chín phần thần tính nhỉ? Tiểu tháp, ừ. Diệp Quân, thần tính của cô có giống với người khác không? Tiểu tháp không đáp. Diệp Quân cười khổ, tháp gia à, ta đã theo ngươi đến bây giờ rồi, ngươi còn cái gì phải giấu nữa? Tiểu tháp nhẹ giọng nói, thần tính của bà ấy đương nhiên khác với người khác, bởi vì bà ấy có thể dùng nhân tính áp chế nó. Ngươi biết việc ấy kinh khủng thế nào không? Diệp Quân không hiểu, nghĩa là sao? Tiểu tháp giải thích, có thể hiểu bà ấy chính là bản thân mình, không chịu ảnh hưởng bởi nhân tính hay thần tính, mà chúng đều là nô lệ của bà. Khi người khác còn đang tu luyện nhân tính và thần tính thì bà ấy đã nô dịch chúng rồi. À không, phải nói là, ta cũng không biết nên hình dung thế nào nữa, ta chỉ biết bà ấy đã vượt lên khỏi mọi nhận thức, không ai biết đang ở cấp bậc nào trừ chính bà ấy. Diệp Quân rơi vào im lặng. Vượt lên khỏi mọi nhận thức. Cô đúng là siêu việt. Hắn lắc đầu cười. Tiểu tháp tiếp tục, nhưng ta dám chắc thần tính của bà ấy không phải thuần túy nhất. Diệp Quân, là cha. Tiểu tháp phải, cha ngươi quan trọng hơn hết thảy trong lòng bà ấy. Cũng tốt thôi, nếu cô ngươi thật sự không có chút niệm tưởng nào thì sẽ quá nguy hiểm. Năm xưa bà ấy còn là boss bự nhất còn gì? Diệp Quân hỏi lại, boss sư. Tiểu tháp lèm bèm, ý là người xấu mạnh nhất. Diệp Quân chần chừ, không thể nào chứ. Cô rất tốt mà. Tiểu tháp nhàn nhạt nói, bây giờ thôi. Năm xưa suýt nữa diệt cả nhà ngươi rồi. Diệp Quân. Tiểu tháp thở dài thườn thượt. Bây giờ nghĩ lại năm xưa mà vẫn còn sợ hãi trong lòng. Người phụ nữ đó năm ấy xuất hiện với tư cách là người không có đối thủ, áp đảo chủ nhân cũ thở không nổi, ngay cả tiêu giao kiếm tu vô địch cũng không làm gì được bà. Đã vậy, trong trận chiến năm ấy, nhà họ Dương suýt nữa đã diệt tộc. Tiểu tháp tiếp tục, đừng nghĩ về cảnh giới của cô ngươi nữa. Bằng không chỉ càng bị áp lực thôi. Với cả người cũng không nghĩ ra đâu, đợi sau này gặp có thể hỏi bà ấy, nhưng ta nghĩ bà ấy sẽ không nói gì đâu. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp, liệu người có chịu bàn về cảnh giới với một con kiến không? Diệp Quân câm nín. Tiểu tháp, tính ta hay nói thẳng, đừng quạo ha. Diệp Quân cười, sao ta lại giận được? À phải rồi, còn Diệp Thanh Thanh cô thì sao? Có phải lúc nào cũng nóng tính vậy không? Tiểu tháp nói ngay, chính xác. Trước kia bà ấy máu anh chị ghê lắm, nóng như lửa. Nó nói đến đây thì ý thức được điều gì,
bèn ngậm miệng lại. Chỉ thấy Diệp Quân xòe tay ra, để lộ một quả cầu thủy tinh. Hắn nói, Tháp Gia, cái này là máy ghi hình do mẹ ta phát minh, có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh trong một khoảng thời gian. Những gì ngươi vừa nói ban nãy đều bị nó thu lại rồi. Tiểu Tháp. Diệp Quân nghiêm giọng, cô váy trắng có thể không để bụng ngươi nói xấu bà ấy, nhưng Diệp Thanh Thanh cô. Tiểu Tháp nói sau một hồi im lặng, ngươi làm vậy là thất đức nhé. Diệp Quân, nói xấu sau lưng người khác thì tốt chỗ nào? Tiểu Tháp, ta xin lỗi vì những lời ban nãy, ngươi không phải con kiến, ngươi cũng thuộc hàng mạnh nhất rồi. Diệp Quân bật cười, bóp vỡ quả cầu, ta biết Tháp Gia tốt với ta. Mấy năm qua nếu không có ngươi giúp đỡ thì ta đã chẳng được như hôm nay. Tiểu Tháp ngắt lời, muốn gì nói đi, đừng làm vậy ta sợ. Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.